không có, chị phải vô trang cá nhân của em. Làm sao được cái bút thông báo lại nhỉ? Chào mấy chị nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi chấm một chấm và xe lan chim giúp em nha. Chị nào lên rồi chấm chấm và xe lan chim nha. Chào Mai Lê nha. Chào Phạm Ngọc. Chào Chi Anh. Chị nào lên rồi thì xe lan chim liền giúp em nha mấy chị. Xe hai lần trang cá nhân và ba lần ngồi nhóm giúp em nha. Hello hello, mấy chị ơi, chị nào vô rồi thì xe livestream liền giúp em nha chị ơi. Xe livestream ngay và luôn nhé. Ấn xe livestream luôn nha mấy chị. Xe livestream chấm chấm và điểm danh là đã chia sẻ giúp em để em tặng quà đồ like hả mấy chị ha. Chào bé Ngân nè, vô chia sẻ livestream cho chế đi. Giang Mi Anh đang nghỉ gì nữa? Gì? Xe livestream đang nghỉ gì? Chào Mai Trang nha. Chào Mi Tây. Chào Ruby. Chào chị Thị Tâm Quách nha. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi thì chấm chấm và xe live stream giúp em nha mấy chị. Chấm chấm và xe live stream ha. Chị nào lên rồi chấm và xe live stream liền giúp em nha. Chị nào chia sẻ rồi điểm danh là đã chia sẻ mấy chị ha. Để em biết em tặng quà nha. Đã xe, Min Min đã xe nè, Mai Lê đã xe nè, Ti Anh cũng đã chia sẻ nè. Chị Vi Khánh Vi đang ở quê chưa lên hả chị Vi Khánh Vi? Hàng của chị em đang lưu ở bưu điện đó nha. Thứ hai chị hẹn đầu tuần nhận đúng không chị? Nhớ đầu tuần nhận giúp em nha, đừng có quên nha. Không tôi hết hàng lưu là họ chịu hàng về đó. Hôm nay like gì Bin Bin? Chào Thảo, bữa xin lỗi em nha, có buồn chị không em Nguyễn Hương? Không chị ơi, hàng chưa gửi đi không sao nha. Chào chị Long Nửa Đào, để chị chia sẻ chuột lỗ nha. Ok, chia sẻ bánh nóc giúp em đi chị. Chia sẻ bánh nóc giúp em luôn nha. Rồi em lên quà tặng đồ like nè. Cái gì hả? Thôi chị hạ chị ấy hạt cơ. Rồi đang lên nhóm một bạn cho quà đi đến thứ 2 ngày. Thứ 2, 22 giờ thứ 8 phút. Hồi tối chia sẻ nhiều hả? Rồi tặng một cái đầm body bell nha mấy chị nha. Đây rất là dễ thương. Tặng một cái body bell co giãn thoải mái luôn. Mét 6-54 cân đổ về nha. Cực kỳ dễ thương nha mấy chị nha. Dễ thương lắm, mặc lên sexy mà cưng ơi là cưng luôn ha. Rồi cái màu em đang mặc nè mấy chị, màu đang mặc cũng có thể mặc được kiểu này nha. Kiểu này cũng xinh nè. Mấy chị xe live stream mạnh tay giúp em tặng quà mấy chị nha. Xe live stream mạnh tay giúp em. Để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mấy chị chia sẻ lên 150 view đi ha. Xe lên 150 view đầu tiên em tặng quà nha. Áo màu này cũng thể mặc của chủ U như vậy luôn nha mấy chị. Thoải mái ha, mặc đi làm được. Ở đâu cái này đi chơi thôi. Cái này là dùm ha. Cái đang mặc là dùm. Hàng em rồi hồi sáng đi chưa chị? Ruby rùa con. Hồi nghe sáng quá. Hả? Nghe quá. Nghe cái xấu xẻ. Xấu xẻ hả? Nghe cái tên chưa chưa đang. Xấu xẻ Sài Gòn đúng không? Không. Tỉnh hả? Hồi sáng chốt rồi, hồi sáng chốt rồi. À vậy hả? Hồi sáng chốt rồi, vậy là chiều đi nha. Xấu xẻ ơi, chiều đi nha. Hello xe mông lê. Chị Văn Khoa đã chia sẻ, Mai Trang đã chia sẻ. Ok, cảm ơn Nguyễn Hương nha. Mới 74 lượt chia sẻ mấy chị ơi. Không nghe máy, không có nào ạ. Mới 74 lượt chia sẻ thôi. Vấn đề nhà đúng không? Ừ, vấn đề nhà. Có hỏi quà mà đi quên. Mấy chị ơi, xe mạnh tay giúp em nha. Chị nào mà xe trên 50 hội nhóm em tặng quà luôn nha mấy chị, khỏi cần chơi em. Chị nào mà xe 50 hội nhóm chụp màn hình lại cho em. Em Lộc chia sẻ 50 hội nhóm đúng thành công á, em tặng quà luôn. Mình không cần phải chơi game ha. Là em tặng đầm luôn, mình khỏi cần phải chơi game luôn nha mấy chị nha. Cho nên mấy chị chia sẻ nhiệt tình giúp em nha. Xe nhiệt tình giúp em chụp màn hình lại. Rồi sau đây em kiểm tra. Ok, thành
hội nhóm trở lên, em sẽ tặng luôn một món quà xinh đẹp không cần phải chơi game luôn cũng được quà nhóm chị nha. Đó, nhận quà nhà em rất là dễ luôn, cho nên mấy chị xem nhiệt tình nha. Nãy giờ mới có 78 lượt chia sẻ, thảm như trời, mới có 78 lượt chia sẻ thôi, 79 bây giờ là lên 79 lượt chia sẻ. Chia sẻ thấp quá, chia sẻ thấp quá. Mấy chị ơi, xem bàn tay, xem bàn tay nha. Xem bàn tay mấy chị yêu ơi, xem bàn tay giúp em nha. Xem bàn tay nha. Ủa, mới xem có hai nhóm. Mới xem có hai nhóm, bị chẳng xem mấy chị. Rồi mấy chị ơi, lên 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 nào, lên nào. Xem bàn tay nào, chị nào xem ngày nào cũng xem rồi, xem quen rồi á. Chia sẻ quen rồi là không sao ha. Chia sẻ quen rồi là cứ chia sẻ thôi. Facebook là nó sẽ vẫn để cho mấy chị chia sẻ bình thường nha. Tám chưa? Mấy chị mời bạn bè vô giúp em rồi nha mấy chị. Lên 150 view bắt đầu tặng quà mấy chị ha. Lên 150 view bắt đầu tặng quà đây. Ủa mới 80 lượt chia sẻ thôi. Ủa sao hôm nay chia sẻ kém vậy ta? Mấy chị ơi, sao hôm nay chia sẻ kém quá nhỏ. Chia sẻ 2 lần trang cá nhân giúp em. Và ít nhất 3 lần hội nhóm nha. Ít nhất 3 lần hội nhóm giúp em. Ở đây trên 100 người, mỗi người chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân. Và 3 lần hội nhóm là ok rồi nha mấy chị. 3 lần hội nhóm là nhiều lượt chia sẻ lắm rồi đó. Đó, mấy chị nhớ chia sẻ giúp em nha. Người nào đang coi cũng chia sẻ giúp em nha. Chào chị Nguyễn Như Ý nè. Chào Nguyễn Như Ý nè. Váy trời cho chốt được mấy cái nữa ở trên trần. Anh Giang ưu tiên chốt qua trên trần nha. Chứ qua trên trần váy trời rồi kìa. Có gửi quà bữa trước cho chị luôn không? Chị Văn Khoa. Quà gì? Văn Khoa có quà gì? Chị Văn Khoa có quà gì ta? Không có. Chị Văn Khoa có quà gì chị inbox cho em nhé. À, nhân viên em bảo là chị không có quà. Trời rồi chị để lâu quá. Rồi sợ gửi lâu quá xong, giữ lâu quá xong bị xả. Rồi rồi rồi. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 102 lượt chia sẻ rồi. Mấy chị ơi, xe nhiệt tình lên cho em. Xe nhiệt tình lên nha, rồi lên 154 em tặng quà, vẫn giữ lời hứa tặng quà nha mấy chị ơi. Chị nào mà có chia sẻ mới đặt tặng quà nha, tại vì em kiểm tra này nha, mở phần mềm chưa? Mở phần mềm chuẩn bị kiểm tra chia sẻ giúp em nè. Đây, chuẩn bị nha. Rồi, mã nha mấy chị ơi, đọc mã nè. Mấy chị comment liền giúp em, mã của nó là mã 3456. 3456 kèm xin hỏi cho em tặng cái đầm body này ha. Tặng cái đầm body nhung. Đầm body nhung, chất nhung nha mấy chị, chất nhung co giãn luôn. Đây, nhung co giãn thoải mái hả mấy chị? Đó, co giãn thoải mái nha. 1m6 54 cân đổ về. Comment mã cho em là mã 3472 đúng không ta? Kèm xin thoại giúp em nha. 3456. Ok, 3456 kèm xin thoại giúp em. Kèm xin thoại giúp em nha. 3456 kèm xin thoại giúp em. Em đếm nhóm chị ơi, đếm nha. Tặng cho người comment lên thứ 5 nha mấy chị. Em sẽ tặng cho người comment thứ 5 nha. Để coi là người comment thứ 5 đây. Chế nào là người comment thứ 5 đây? Chị Lâm Nửa Đào 1, Xem Mông Lê 2, Mi Tây 3, Thủy Tiên 4, Oanh Oanh Trần. Thôi Oanh Trần chưa comment. Chi Anh là người comment thứ 5 nha. Chi Anh là người comment thứ 5, tặng cho Chi Anh nha. Tặng cho Chi Anh. Chi Anh là người comment thứ 5 này, tặng cho Chi Anh này. Quá sướng luôn. Kiểm tra Chi Anh chia sẻ chưa giúp em nè. Chi Anh đã chia sẻ trang cá nhân chưa? Kiểm tra Chi Anh giúp em nè. Giang. Kiểm tra chia sẻ. Kiểm tra chia sẻ giúp em nào. Rồi tặng tiếp một món rồi nha. Chi Anh. Chia sẻ chưa? Chia sẻ rồi hả? Ok, Chi Anh chia sẻ rồi. Chi Anh chia sẻ 2 lần trang cá nhân rồi. Hồi nhóm rồi, tặng cho Chi Anh nha. Tặng tiếp một em đầm body nè, màu tím ha. Chia sẻ quá trời quá đất luôn. Chắc cả chục lần luôn á. Rồi màu này nha. Chị nào ưng cái màu này em tặng luôn mấy chị ơi. Chị áp dụng chỉ là xe live stream cho em thôi. Ít nhất 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. Ít nhất 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em. Đây, rất là xinh đẹp luôn. Có dây thắt eo luôn mấy chị ha. Rồi chị nào ưng cái màu tím này comment cho em mã là tím đẹp. Tím đẹp, tím mộng mơ. Kèm số điện thoại cho em. Nhớ là có dấu nha mấy chị. Tặng cho người comment đầu tiên. Tím đẹp, tím mộng mơ. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Tặng cho người comment đầu tiên ha. Tím đẹp, tím mộng mơ. Kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Rồi nhắc 3 lần rồi mấy chị ơi. Comment nhanh giúp em, có dấu luôn nha. Kèm số điện thoại tặng cho người comment đầu tiên ha. Tặng cho người comment đầu tiên nha. Một cái đầm tím xinh đẹp body ha. Body tím xinh đẹp luôn. Tím đẹp, tím mộng mơ. Có chị nào comment lên nhanh nhất đây. Tím đẹp, tím mộng mơ ha. Comment đầu tiên nha.
Tím đẹp, tím mộng mơ. Tím đẹp, tím mộng mơ. Xem bông lê là lời comment đầu tiên nha. Anh kiểm tra xem bông lê chia sẻ cho em chưa. Chắc bà này bác chia sẻ rồi đó, bác comment nhanh ghê. Tím đẹp, tím mộng mơ. Viết đầy đủ cú pháp kèm sinh thời đầy đủ qua xem bông lê người comment đầu tiên. Anh kiểm tra xem bông lê giúp em. Xem bông lê có chia sẻ chưa nè. Rồi em lên đồ nhóm chị yêu ơi, lên đồ luôn nha. Rồi đầu tiên, mẫu đầu tiên. Dạ. Xem bông lê hả? Dạ, xem bông lê. Bà này hay chia sẻ súng với chia sẻ lắm nha. Rồi. Cái màu em đang mặc nha mấy chị, màu đầu tiên là màu đang mặc nha. Màu này mặc được hai kiểu nha mấy chị nha. Kiểu thứ nhất là mấy chị mặc bề vai như vậy ha. Xem bông lê đã chia sẻ. Xem bông lê đã chia sẻ đủ rồi ha. Tàn vừa chia sẻ tức thì không à. Tàn chúng mới chia sẻ không à. Chúng mới chia sẻ là cắn đó nghe chưa. Là nghỉ nhận quà ha. Rồi đây mẫu này, chị nào lấy mẫu này comment liền cho em nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Vô like là phải chia sẻ liền chứ. Đúng rồi, vô like là phải chia sẻ liền. Rồi mẫu này nhắm chị, mẫu này mình mặc được hai kiểu nha, bịt vai và mặc lên tay như vậy ha mấy chị. Đây là một cái zoom ha, đây là một cái zoom. Đó, giá em này 85k. Áp dụng chế độ xe live stream nha, 85k. Đây, rất là dễ thương luôn. À, eo của nó là eo thun co giãn. Eo thun co giãn 1m6 54 cân, đổ về ok luôn. Comment cho em mã 1. Mã 1 kèm xin thoại mấy chị yêu nha. Comment mã 1 giúp em. Mã 1 giúp em mấy chị, đẹp nhất là khoảng 1m56, 1m57 đổ về nha. 1m56, 1m57 thì khoảng 50 cân đủ về á mấy chị. 50 cân là ok ha, 50 cân là mặc vừa ha. Rồi chị nữa, mẫu này comment mã 1 kèm xin thoại giúp em nha. Mã 1 kèm xin thoại cho em. Mã 1 chốt cái chi anh. Cái em mặc là zoom nha mấy chị, zoom nha, không phải là đầm. Zoom không phải là đầm không mấy chị, đây là zoom nha. Mã 1 cho chi anh rồi ha. Rồi chị nào lấy 1 comment 1 lên cho em nha. 1 cho Thảo Mai Lô Thị. 1 cho Thảo Mai Lô Thị ha. 1 cho Thảo Mai Lô Thị luôn, ghi Thảo Mai Lô Thị giúp em. 1 cho Mai Lê luôn, 1 cho Mai Lê. Chị nào lấy 1 được comment 1 giúp em nha. Comment mã 1 nha, mã 1 85k. Mã 1 85k giúp em. Comment nhanh tay mấy chị ơi, comment nhanh tay, nhiều đồ đẹp, nhiều đồ đẹp. Nhiều đồ đẹp nha. Mấy chị ghim giá giúp em, đầm 85 89 nha mấy chị, đầm 85 89 giúp em nha. Ghim giá giúp em nha, đầm 85 89. Đầm 85 89 giúp em ha. Rồi, còn một cái thọc mặt nữa thôi. Mà một còn một cái thọc mặt. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi set này ha. Set này nó còn một cái áo bên ngoài nè mà chị. Chị. Set này nó còn có áo bên ngoài nè mà. Rồi cái set xinh đẹp đi nha mấy chị ơi, 89k. Set xinh đẹp này 89k nha, set xinh đẹp 89k. Chị nào lấy chốt liền cho em. Mẫu này 1m6 54 cân đổ về nha, một cái áo sơ mi trắng và một cái quần rất là dễ thương như thế này, một quần dạ váy ha, 89k. Comment mã cho em mã 2. Chốt mã 2 cho em, mã 2. Comment mã 2 kèm xin thoại giúp em nha. Comment mã 2 kèm xin thoại giúp em. Tại này em lo chia sẻ nhóm à vậy hả? Thank you nàng. Chia sẻ nhóm là yêu lắm luôn, chia sẻ càng nhiều nhóm càng tốt nha mấy chị nha. Chia sẻ nhóm càng nhiều càng tốt giúp em ha. Rồi mã 2, xếp mã 2 giúp em đi. Chị nào mã 2 comment mã 2 giúp em ha. Mã 2 kèm số điện thoại mấy chị yêu nha, mã 2 kèm số điện thoại giúp em. Mã 2 kèm số điện thoại giúp em nha. Mã 2. Mã 2 cho chị Chi Anh với chị Thanh Nguyệt là hết mã 2 nha. Mã 2 cho chị Anh với Thanh Nguyệt là hết mã 2 nha mấy chị nha. Ở thời gian chốt thì gia đình em lên đồ cho nhanh nhé. Gian chốt em lên đồ cho nhanh nhé. Rồi mẫu này. Đây, màu set rất là xinh đẹp nha mấy chị ơi. Comment cho em mã 5 đi. Mã 5. Rất cười ạ. Comment mã 5 giúp em. Mã 5 kèm số điện thoại. Màu set xinh đẹp 89k. Comment mã 5 giúp em nha. Đây đằng sau này. Co giãn thoải mái cực kỳ nha mấy chị nha. Co giãn vô cùng luôn. 1m6 54 cân đổ lại ok nha. 1m6 54 cân đổ lại em bao luôn. Comment cho em mã số. Mã số 5 kèm số điện thoại giúp em. Nè chị bé. Hai máy. Mã 5 kèm số điện thoại giúp em nha. Dục qua chân giang ghi đi. Dục qua chân giang chốt đi. Rồi mã 5 giúp em. Đầm beo nè mấy chị. Đầm beo body rất là xinh đẹp nè. Đó. Hồi này tặng 1 chiếc. Bây giờ còn 2 chiếc nha. Dành cho 2 chế nào nhanh tay ha. Đầm beo 85k. Đó. Đầm beo 85k body. Mã số 5. Chốt mã 5 đi anh. Ừ nha. Rồi mẫu này nhanh nói chuyện nhanh. Em đọc mã 6 này. Rồi đầm beo body mã 6 nhé. Chốt mã 6 giúp em. Đây.
xinh đẹp nha, mà 1m654 cân đổ về, body co giãn đầm nhung giống chị, đầm nhung co giãn thoải mái luôn. Chị nào ơn chốt cho em mà của nó là mã số, mã số 7, chốt 7, số 7 cho em nhé. Đầm bêu chốt mã số 7 cho em. Mã số 7 85k. Mã 7 85k giúp em. Số 5 cho Thảo Mai Lưu Thị. Số 5 cho Thảo Mai Lưu Thị. Mã 7 85k. Ừ, ghi mã với giá thôi. Mã 7 85k giúp em. Mà 7, mà 7, 85k nha. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình giúp em mấy chị. Xe la nhiệt tình nha em. Để em coi coi bây giờ bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Chia sẻ càng nhiều thì quà càng hot. Bây giờ bao nhiêu lượt chia sẻ? Lên 500 lượt chia sẻ em tặng Liên 2 món quà luôn mấy chị ha. Tặng Liên tiếp 2 món quà nha. Khi lên 500 lượt chia sẻ nha. Mấy chị chia sẻ mạnh tay lên 500 lượt chia sẻ em tặng Liên tiếp 2 món quà luôn mấy chị ha. Chia sẻ mạnh tay nha. Bây giờ là 200 mấy lượt chia sẻ rồi đó. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi màu này, chị nói màu này comment cho em mã của nó là mã số 4. Chốt mã số 4 giúp em. Mã số 4 giúp em nha, mã số 4. Comment mã 4 kèm xin thoại giúp em nè. Số 7, số 7 cho Chi Anh nè. Số 7 cho Mai Lê nè. Chị nào lấy số 7 comment số 7 cho em nè. Mã 4 là 1m6 khoảng 50-55 cân đổ về á. Phong xuông mấy chị ha. Phong xuông 85k. Comment mã 4 giúp em nè, mã 4 siêu đẹp mấy chị. Mặc cái này hơi bị cưng ha. Đây cái này đẹp lắm, rất là dễ thương luôn, cực kỳ dễ thương nha mấy chị nha. Chốt mà 4 cho em nè, quá xinh luôn ha. Mà 4 comment mà 4 kèm số điện thoại giúp em. Mà 4 kèm số điện thoại nè mấy chị ơi. Comment mà 4 nhanh tay mấy chị ơi. Comment mà 4 nhanh tay nha. Mà 4 cực kỳ đẹp nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Đây rất là xinh ha, rất là xinh luôn. Đầm ren có không em? Có nha chị ơi. Comment mã cho em nè. Màu này là mét 6 khoảng 50, 53, 52 cân đổ về nha mấy chị. Đợi em xíu thay cái đầm này ha. Rất là dễ thương nha. Đợi em cắt thay đồ chị. Số 4 cho Thúy Lân Trương này. Số 4 cho chị Thúy Lân Trương nha. Rồi cái mẫu em đang mặc mã 10 nha mấy chị nha. Mẫu đang mặc mã 10 nha. Mã 10 mét 6 53 cân 52 cân đổ về nha. Vòng eo tầm 74 á. Eo 74 hơi đẹp quá. Hơi đẹp xinh luôn á. Mã 5 hết rồi Vy Hiền ơi. Rồi chị nào ơn mã 10 chút mã 10 giúp em nè. Mã 10 ha. Mã 10 đẹp quá. Mã 10 89k. Chốt mã 10 cho em. Mã 10 89k nha. Comment mã 10. Mã số 10 89k này. Mã 10. Thấy chị Vinh. Em thấy chị Hiền Vinh mà. Thấy Hiền Vinh nha Hiền Vinh. Qua mã 10 đẹp quá à. Mà mời này mặc đi làm hơi bị xinh đó. Cao 1m50 là 45kg vừa không. Nên cái dung kia 1m50 45kg vừa không. Vừa 45kg đúng không? Vừa. Vừa nha chị Ánh Nguyệt ơi. Rồi mã 12. Chị nào ơn mẫu này comment mã 12 giúp em. Mã số 10 đâu rồi? Mã 10 này. Mã số 10 em đang mặc mã số 10 nha. Thế nào là số 10 comment mã số 10 lên cho em này. Mã số 10 cho Chi Anh này, mã số 10 cho Mai Lê này. Eo 74-75 nha mấy chị. Eo 74-75. Dùng lấy chị bọn em vừa không? Vừa. Ờ, mét rưỡi 45 cân vừa nha. À, Bích Phạm á hả? Bích Phạm 46 cân đúng không? Bích Phạm vừa luôn. Không, Bích Phạm vừa luôn, eo thung mà. Eo thung mà Bích Phạm vừa luôn nha. Rồi mẫu này khoảng mét 6-50 cân mấy chị ơi. 1m55 là khoảng 46-46 cân ha. 1m55-46 cân, comment mã hồng cho em. Mã hồng xinh đẹp luôn 89k. Mã hồng xinh đẹp 89k giúp em. Chị nói ơn hồng comment mã hồng cho em. Chỗ hồng quá đẹp luôn thật sự. Một cái dịp bỏ ra 89k mà mua được cái đầm này thật sự là không ai bán luôn. Ok chị Anh Nguyệt tới, chị Anh Nguyệt tới giúp em nó mặc cho em xin số điện thoại thì chỉ đi chị ơi. Mã số 10 cho chị Anh, cho Mai Lê. Mã số 10 cho Bích Phạm và mã số 10 cho Mỹ Hương là hết mã số 10 nha. Rồi. Mã hồng đi chị. Mã hồng giá là 89k. Rồi chị đi rồi mà. Ok mã hồng.
Rồi màu này giá 75k. Màu này 75k, chị nào lấy màu này? Chị nào lấy dung này hết rồi. Dung này còn chút cho trai á, chứ không phải phạm hả? Bây dung này hết rồi, chốt cho chị Anh Nguyệt rồi. Anh Nguyệt mình không? Có được. Thế thôi không, anh Trần ơi, lấy comment 3 năm mà đợi hoài, thế anh Trần comment chưa được nha em nhé. Thì như bà mà mạng của chế này bị làm sao ý? Mà caro nha mấy chị, mà caro, chị nào lấy caro, chốt caro giúp em caro. Em lấy dùng chứ không phải mã số 10, ok Bích Phạm nhé. Bích Phạm, bỏ cái dùng vừa ra. Bích Phạm lấy dùng, vậy mà mời chốt cho người khác. Rồi caro, chốt caro cho em, caro 75k nha, caro 75k giúp em. Chốt mà caro giúp em. Caro 75k. Mét 655 cân đổ về ha. Mét 655 cân đổ về comment caro. Caro 75k chứ caro cho em. Xuống caro nhé. Mà caro này. Ok này, vậy em còn một cái mã 10 chốt cho chị Xanh Nguyễn nha. Caro. Chị comment caro giúp em nha. Không dọc không chỉ. Đâm sọc dọc làm gì ta? Chị Anh Nguyệt. Chị Anh Nguyệt cho em xin thêm địa chỉ luôn này, ok này. Rồi baby doll ha mấy chị, kiểu như baby doll không xuống á mấy chị, 75k comment cho em mà của nó là mã số 9. Chốt mã 9 giúp em nha, mã 9 là mấy 655 cân đổ về phong xuân. Và cái màu này bầu bí bông chen được luôn mấy chị, ở phía dưới là có đuôi cá ha. Màu này bầu bí mình bông chen được luôn nhé. Đây, caro siêu đẹp luôn. Đây mấy chị ha, caro như thế này nha. Đó, dễ thương chưa? Cực kỳ cân luôn ha mấy chị. Rồi bầu bí bông chen được 75k. 75k rồi, nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. 1m655 cân. Rồi, ok. Cái này cũng caro mà đó, bà này lọc mã. Mã 9. Đâu cái đó caro mà. Mã 9, mã 9 cho chị Thảo Mai luôn thị này. Mã 9 cho Thảo Mai luôn thị. Bích Phạm không có cái zoom nữa nha. Zoom hồi này hết rồi em ơi. Bích Phạm comment sau rồi nha. Bích Phạm chưa chốt được mã nào hết em nha. Rồi màu này zoom vào đấy, zoom đầu là em mặc chốt cho chị Anh Nguyệt này. Chốt điện thoại đôi 4582 nha. Chị nào ơn cái màu đầm này comment liền cho em, màu này mặc không bao giờ hư luôn á mấy chị ơi. Mặc dễ thương lắm mà không có bị hư đâu. Màu này giá 85k nha. Bài bố cực xịn luôn nha mấy chị. Đây, cực xịn luôn, bên trong còn có lớp lót như thế này ha. Đó, mang em cực kỳ nha mấy chị nha. Đó, hàng Quảng Châu ha, cực kỳ xịn luôn. Và để mang mấy chị mang không bao giờ hư luôn, thật sự luôn á. Bao giặt máy giặt máy gì là vô tư hết. Màu này là khoảng 1m654 cân đổ về nha. Chị đơn màu này comment cho em mà nó mà số 2. Chốt mã 2 giúp em. Mã 2m654 cân đổ về, chốt mã 2 này, mã 2 giúp em. Comment mã 2 giúp chị, mã 2. Mã 4 là gì? Không phải mã 4, mà vải 4 chứ không phải mã 4. Chị Xanh Nguyễn có một mã 10 em đang mặc nha. Rồi màu này chị nào lấy màu này comment cho em, mà của nó là mã số 15, chốt mã 15 cho em, mã 15 vải đẹp, kiểu cũng dễ thương, vui cá nha. Có gì thắt eo, mét 652 cân đổ về. Mã số 2 cho chị Anh này. Lấy chế anh Trần, lấy sọc là sọc gì ta? Chế anh Trần comment mã cho em ơi chế ơi. Chị Loan Thanh Nguyễn Thị, mét 652 cân đổ về không? Nha. Chị Loan Thanh Nguyễn Thị mặc vừa không? Sao mà biết được chế vừa không, chế phải nói comment số cân lên em mới biết được. Mã 2 cho Hà Nguyễn này. Rồi comment đó. Cho em ạ, số 15. Mã số 2 cho Hà Nguyễn nha, Hà Nguyễn đuôi 7539 nha, Hà Nguyễn cho anh xin thêm địa chỉ nha em ơi. Mã 15 giá của nó là 80k, mấy chị ha, mã 15 80k. Chế nào thích 15 comment 15 cho em. Thị Diễm. 15 80k cho Thị Diễm, 15 80k cho anh ở đây. Mấy chị comment nhanh tay lên nha, comment nhanh tay lên giúp em, 15 80k nha, comment 15 giúp em, mặc đẹp lắm chị, mặc dễ thương lắm nha, mặc cực kỳ đẹp luôn. Má 15 này, má 15 cho chị Anh này. Ủa, đâu mà chị hiện trên trước nào cho hết, đến mức của chị chưa? Gọi chị hết được. Rồi màu này. Bà ấy gọi. Em tin có cái gì không cần chụp. Em nhắn tin tặng bao nhiêu tiền cho chị được rồi. Rồi màu này có theo mấy chị, xinh đẹp cực kỳ ha. Màu này theo xinh đẹp cực kỳ luôn, bao thông luôn. Màu này 89k. Mã 10 đã mặc hết rồi nha Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ơi. 89k comment mã cho em là mã số 20. Chốt mã 20 giúp em. Mã 20 ha, 89k comment mã 20 mấy chị nha. Chốt mã 20 giúp em. Chị Hiền Duyên ơi, chút em inbox đơn cho chị nha. Cái gì thứ hai em gửi nha chị nha.
Eo co dạng 20, 1m6 khoảng 55 cân đổ về ok luôn mấy chị ơi. 1m45 cân đổ lên và 55 cân đổ về nhé. Mã 20, 45 cân đổ lên và 50 cân đổ về. Comment mã 20 giúp em. Mã 20 comment 20 giúp em nha. 20. Comment nhanh tay chứ thể mình tay mấy chị ơi, xem mình tay giúp em. 20 là cái gì? 20 là cái theo á. Hương Nguyễn comment 20 giúp em nè, chị Lê Tuyết Hằng ơi. Chị Lê Tuyết Hằng chấm chấm xe la chim giúp em chưa? Xe la chim giúp em nha. Hai mươi cho Hương Nguyễn. Rồi mấy chị ơi comment nhiệt tình giúp em. Cái này cho chị luôn. Em ơi khoan. Sao vậy? Cái này còn đâu? Cái này là cái gì? Nè. Có thấy đâu? Nhìn gần cho mà thấy. Đâu rơi cái này coi. Đó đúng không? Ừ. Mở ra coi. Hai tay có cánh liền đúng không? Đúng rồi. Rồi màu này mấy chị ơi, màu này 79k. Màu này 79k dài con gối nha mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn. Chị nói màu này comment cho em mã của nó là mã số 9. 90 đi chút, mã 90 cho em. Mã 90 1m6 54 cân đổ về nhé. Mã 90 1m6 54 cân đổ về. Comment mã 90 giúp em. Bao nhiêu tiền? Dạ 79k. Cái mã này hồi nãy bao nhiêu tiền? Mã 90 79k. Đẹp nha mấy chị ơi, bao chất bao vải luôn ha. Đây, em bao chất bao vải cho mấy chị luôn. Mấy chị mặc cái này mà mặc hốt mà đi chơi lễ với đi chơi Tết, em đảm bảo mấy chị xinh lung linh luôn nha mấy chị. Mặc đẹp cực kỳ ha, tướng mi nho mà dễ thương lắm. Mặc mấy cái này không bị mập nha mấy chị, nhìn nho cực kỳ ha. 90 đâu? Mã 90, mã 90. 90 cho chị Xanh Nguyễn nè. 90 cho chị Xanh Nguyễn nha. 90 em chốt cho Xanh Nguyễn nè. 90 cho Xanh ha. Rồi màu này cực kỳ dễ thương luôn. Đây mặc thử là bao đẹp luôn mấy chị ha. Đây rất là dễ thương luôn nè. Rồi màu này nhóm chị, màu này 85k chị nào ơn màu này comment cho em mã của nó mã 22. Mã 22 cho em, mã 22 chốt 22 giúp em. 22 6 50 cân. Eo 72. Comment mã 22 giúp em. 22 mặc cực đẹp ha. Chị nào lấy 22 chốt 22 liền tay giúp em nè. 22 mặc đẹp lắm. Mặc dễ thương lắm mấy chị nha. Rồi 79k luôn. Rồi 79k chốt cho em mã 13. Mã 13 set 79k. Mã 13 set CM mong ok nhé. Đây mã 13 set CM mong ok nha mấy chị ha. Đây rất là dễ thương luôn. Đó mấy chị mặc rất là cưng nha. Set CM thôi nha, mấy chị size L mang không được nha. Set CM thôi. 22. Rồi, chị nâng màu này comment mã 13 cho em nè. 22 cho chị Loan Thanh Nguyễn Thị nè. Mã 13 75k. Mã 13 75k luôn, siêu 75k luôn nha. Ở phần dưới này nó co giãn thoải mái lắm này. Đó mấy chị, rất là dễ luôn. Set CM nha mấy chị. 13 size M cho chị Yến Nga Trương. 13 cho chị Yến Nga Trương một set. 13, à. Chị nào lấy 13 chút 13 giúp em nha. 13 cho Mai Lê. 13 cho Mai Lê, rồi. Đọc 1m50 đi, đừng đọc 1m60. Chị nào đọc 1m50 á? 50 tự trừ cho em. Thôi, em đọc là giữa nhá, 1m55 nha. 1m55, 1m60 13, cộng với em. 13 cho chị còn nghe còn không? Còn một cái em. 13 cho chị Thắm Nguyên được 338. 13 cho Thắm Nguyên. Rồi cái màu xinh đẹp này nha mấy chị. Màu này thật sự nó rất là đẹp luôn. Bao chất bao vải luôn nha mấy chị nha. Đó tay theo như vậy rất là đẹp, 89k. Comment cho em mã số 6. Mã số 6 1m55 khoảng 48 cân. 49 cân 50 cân mà ok luôn. Comment cho em mã của nó là mã số 6. Mã số 6. Số 6 giúp em 89k. Mã số 6 89k mấy chị ơi, mã số 6 89k nha. Mã 6 89k. Rồi chế nào lấy màu này 89k luôn. Comment cho em mã của nó là mã ren. Comment mã ren giúp em. Đầm ren ha mấy chị, đầm ren nha. Phong dài cô gối rất là đẹp luôn. 1m55 bao nhiêu cân đây? Eo 70, 1m55 46 cân. Mã số 6 89k cho chị Xanh Nguyễn nè. 1m55 46 cân nha. Comment mã ren giúp em. Ren có tay, cái này mặc đi làm cũng đẹp nữa. Rồi comment mã ren cho em, mã ren 89k. Chốt mã ren giúp em ha. Mã ren 89k. Rồi body cao cấp mấy chị ha. Ha body cao cấp giá của nó 140. Mã ren 89k cho chị Thảo Mai Lưu Thị này. Body cao cấp 140.
mặc đi tiệc, đi chơi. Chị nào lấy comment mà body cho em. Body, body, yêu của nó 76 độ về. Body yêu 75, 76 độ về. 1m55 khoảng 52 cân. 52, 52 cân ha. 52, 50 cân, comment cho em mà body. Body ha, chút mà body cho em. Body 1m55, 52 cân, 50 cân ha. Comment mà body giúp em. Body bao nhiêu tiền? Body giá 140. Body giá 140 nha. Rồi set này mấy chị ơi, set này set SM nha, set SM mang ok nha. 1m55 khoảng 45 cân đổ về á. 1m55 45 cân đổ về. Body là body, mang body nha. Set này giống set màu đỏ hồi này nhưng mà nó màu trắng nha. Đây, chị nào ưng set này comment cho em mà của nó mà 79k. Comment mà 79 cho em, 79k nha chị nha, 79k ha. Body, body cho Phương Trang đôi 3367 nè. 79k, comment 79 à. Comment mà 79 cho em. Mà 79, 79k nha. Mà 79, 79k. Trời ơi, cái set này dễ thương quá. Wow, set này bao cung luôn. Set này, đó. Mặc như thế này, mấy chị ha, cổ thuyền thuyền như vậy nè. Đó, xinh chưa? Rất là xinh luôn. Thêm một cái chân váy xích ly nha. Rồi cái set này giá 85k. Chị lấy chút mà nâu cho em. Mà nâu 85k. Comment mà nâu nha, rất là xinh luôn. Chân váy xích ly luôn nha mấy chị. À, tầm 1m6-50 cân đổ về. 1m6-50 cân đổ về, comment mà nâu. Comment mà nâu giúp em nha. Chị em lấy nâu chút mà nâu. 79 trắng cho chị Thắm Nguyên đôi 338 nha. 79 trắng cho Thắm Nguyên. Rồi chị nào lấy cái quần không? Chị nào lấy cái quần tầm 50k, comment mà 50 cho em nè. Quần 50k nhé. Chị nào lấy quần comment mà 50 giúp em. 50k. Đây, có túi hai bên luôn nha mấy chị, quần lụa nha. Quần vải lụa, quần đen vải lụa nha mấy chị nha. Quần rất là đẹp luôn. Bao đẹp, bao đẹp. Rồi chị nó lấy quần 50k comment mặc quần cho em nha, quần lụa nha, có túi hai bên. Rồi comment mặc quần 1m6-54 cân đổ về ok luôn. 1m55 là khoảng 48 cân nha. Nâu 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 cho Hà Nguyễn nè. Rồi comment mặc quần cho em nha, mặc quần 50k. Chốt mặc quần 50k giúp em. Quần 50k ha. Comment nâu cho Hà Nguyễn rồi nha, em hết nâu nha. Quần 50k. Nâu cho Hà Nguyễn 7539 nè. Rồi em này một set yếm. Set yếm sơ mi trắng cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đây một áo sơ mi cực kỳ quần xinh. Quần 50k này, quần 50k nha. Đằng sau có nút luôn ha. Cực kỳ xinh luôn. Đây đây là một cái yếm nha mấy chị. Yếm áo sơ mi. Đó, dễ thương chưa? Rất là dễ thương mấy chị ha. Nhưng mà em áo sơ mi này phía dưới này nó bị hơi dơ một chút nha mấy chị. Đây nhưng mà mặc với yếm là nó giấu đi, nó không có bị thấy cái vết dơ này nha. Đây, cho nên em sale mấy chị ơi 99k. Em sale cái này còn giá của nó là 79k. Chị nào ưng chút mà yếm cho em. Mà yếm cho em luôn. Đây. Quần cho Chi Anh này, quần 50k cho Chi Anh nha. Rồi 79k cho em yếm cho em. Yếm mét 653 con đổ về. Yếm mét 653 con đổ về nha, comment mà yếm. Chốt mà yếm giúp em này, mà yếm ha. Mà yếm nha mấy chị. Rồi em áo len xinh đẹp nha mấy chị ơi. Áo len xinh đẹp 65k. Chị nào ưng chốt cho em mà len. Chị nào ưng chốt mà len cho em. Mà len dày nha mấy chị nha. Mà len dày. Yếm cho chị Yến Nga Trương này. Rồi mà len dày 65k. Chốt mà len. Mà len dày 65 chốt mà len giúp em nha. Yếm cho Yến Nga Trương đúng không? 79k. Nó bị dơ chút ở dưới tà. Chị Yến Nga Trương mới giặt giúp em nha. Còn nếu mà giặt không ra thì mặc với yếm thì nó cũng không sao đâu chị nha. Rất là đẹp luôn. Nó mờ mờ thôi. Rồi màu này. Chị nào lấy cái màu khoác này comment cho em mặc khoác nha. Mặc khoác cho mấy chị nha, mặc khoác. Comment mặc khoác cho em, mặc khoác 60k. Chị nào ưng khoác comment mặc khoác cho em này. Khoác, khoác. Comment khoác. Khoác 65k. Khoác này có dây thắt luôn nha mấy chị, có dây bò luôn. Đó, dễ thương chưa? Rất là đẹp ha. Rồi comment mặc khoác cho em, khoác kaki 1m6-54 cân đổ về. Comment mặc khoác nha. Chị nào ưng khoác chúc mặc khoác giúp em ha. Chúc mặc khoác. Mặc khoác giúp em nha. Lên. Áo lên, áo lên cho Kiều Phùng nè. Ủa? Áo lên cho Kiều Phùng nha. Áo khoác cho chị Xanh Nguyễn này. Lên cho Kiều Phùng, khoác cho Xanh Nguyễn. Wow, một em áo hộp hình của em này từ hồi nào vậy? Kiều Phùng cho anh lại số điện thoại cho chị nha em nhé. Em áo hộp hình rất là dễ thương với chị nha.
À như này là bộ á. Rồi một bộ này nha mấy chị. Một bộ. Chị nào ưng bộ này comment liền cho em mà bộ. Comment mà bộ cho em nha. Một bộ này giá của nó 90k. Chị nào ưng bộ comment mà bộ à, cho em. Em ship chưa để em biết mà lựa thêm. Ok lựa thêm đi Tâm Tâm ơi. Mà bộ 90k chị nào ưng bộ comment mà bộ cho em nha. Mà bộ 90k comment mà bộ giúp em. Mà bộ mét 654 con đổ về. Comment mà bộ nha. Mà bộ giúp em mấy chị nha, mà bộ. Mã là bộ nha mấy chị ơi. Mã là bộ này 90. Thứ đơn em chọn thêm nha. Ok nè, ok này này nha. Bộ cho chị Xanh Nguyễn nè. Bộ cho Xanh Nguyễn. Chị nào ưng áo giúp quần này. Chị nào ưng áo giúp quần này comment cho em mà. Của nó là mà áo. Mà áo nha mấy chị, mà áo 55k nha. Chúc áo cho em 55k. Áo này mặc dễ thương lắm, áo không giúp quần nha. Mà rất là cưng luôn. Chị nào 60 cân vô tư nha. Cầm 60 cân đổ về comment mà áo cho em. Mà áo 55k. Comment mà áo 55k giúp em, áo giúp quần nha. Mà của Bích Phạm bị trầm rồi. Mà của Bích Phạm hơi yếu nè, hơi mờ nè. Áo 55k, chị nói lấy áo, comment áo giúp em nha. Mà áo nè, mà áo bao nhiêu? 55k. Mà áo 55k. Áo comment áo. Rồi đầm body ánh nhũ. Body ánh nhũ và rút hai bên nha mấy chị nha, 50k. Chị nào lấy chốt khoảng 50 giúp em. Màu body này chứ mặc dễ thương lắm nha. Áo 55k cho Mai Lê này. Áo 55 cho Mai Lê. Rồi mẫu này. Body ánh nhũ có rút hai bên dây 50k. Lấy comment mã cho em là mã đen đi. Mã đen 50k nhé. Mã đen nè, mã đen 50k body ánh nhũ. Mét 6 50 cân. 1m55 là khoảng 46 cái đổ lại mặt vừa nha. Mét 55 46 cân. Rồi chị nào ưng mẫu này comment liền cho em mà của nó là mà đỏ. Chút đỏ cho em, đỏ mét 6 54 cân đổ về ha mấy chị. Hai bên này nó chiếu như vậy nha. Rồi mẫu này 69k. Comment mà đỏ cho em 69k vải đẹp nha mấy chị, có xệ tà. Có xệ tà luôn, comment mà đỏ cho em. Đây mà đỏ, hai dây chiếu lên trên ngực nha mấy chị, rất là dễ thương. Mét 6 khoảng 52 cân đổ về. Comment mà đỏ này, mà đỏ nè. Mà đỏ 69k, mà đỏ 69k, comment mà đỏ giúp em. Body đen cho chi anh này. Đỏ 69k ha. Má đỏ 69k nè. Má đỏ 69k nha. What? Cái theo này hồi nãy có hồi chốt này không? Như trên theo nè. Có mà á. Đây đây. Má chị nhìn thương được riêng hả? Chị thương một chút. Má 20 đó. Đúng không? Chị bé mà 20 đúng không? Đúng rồi, mà 20 giữ ngay trên đây nè. Chị nhìn thương một chút nè. Em vừa việc em đang lo thì ai nấy lo. Ok. À nhớ rồi. Rồi mẫu này. Chị nào mẫu này comment liền cho em mà. Của nó là mẫu spa. Cố lên chị Thủy ơi, comment lên. Thấy còn thấy lên cái nào comment đại đại lên. Em thấy em chốt cho. Cái đó nó bị dính đùa hả ta? Đẹp vậy mà. Rồi mà ba. Chị nào lấy ba chút mà ba cho em này. Mà ba một mét, mà ba là 79k, 1m6 khoảng 60 cân đổ về và 45 cân đổ lên. Ok lại thì Trung Hiếu nhá, để anh giữ đơn cho em nè, cứ chọn thêm đi nhá. Mà ba nhá. Là Trung Hiếu giữ đơn lâu chưa? Rồi mà ba giúp em. Mã số 3 nha mấy chị ơi, mã số 3 này. 79k comment mà ba nhá, mà ba 79k. Mà ba quá đẹp luôn. Mã số 3 nha. 79k nha. 79k nè. Chúc mà ba giúp em. Mà ba 79k. Rồi em đầm thiết kế với mấy chị. Chất cực đẹp luôn. Đây, cái em này bao chất bao vải cho mấy chị luôn. Em này là chất á. Chất này là chất poly ha. Chất này là chất poly loại 1 nha mấy chị. Cực kỳ xịn nha mấy chị nha. Không phải cắt hàng ha. Đây rất là dễ thương nè. Size M tầm mét 6 52 cân đổ về. Mét 55 47 cân nha. Chết bộ, nhìn chết bộ. Em không biết chứ chị ơi, lấn tùm lum hết. Còn như này em bán nhé. Số 3 chốt cho Mai Lê 70. Mai Lê này. Số 3 chốt cho Chi Anh này. Em 76. Số 3 chốt cho Hà Nguyễn đuôi 7539 này. Em 76 đổ về mấy chị. Chốt cho em mặt của nó mặt số 5 đi. Mặt số 5 nha, mặt số 5. Hàng ăn đông mấy chị ha. Mã số 5 Hà An Đông nha mấy chị ơi. Rồi chốt cho em mã 5. Mã 5 nha mấy chị, chúc mã 5 cho em nha. Mã 5. Mã 5 mặc siêu đẹp luôn. Có đầm len body comment. Số 5 cho Nguyễn Thơ nè. Đầm len body chưa có nha chị nha. Năm bao nhiêu tiền? 89.
Rồi em xinh đẹp này nha mấy chị. Một em đầm xinh đẹp như thế này ha, cực kỳ cưng luôn. Mặt em là màu viền luôn ha, đẹp lắm, đẹp lắm lắm luôn á. Rồi chị nói mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã số 26, eo 72 đổ về, eo 72, 74 đổ về nha. 1m6 khoảng 50 cân á. 1m55, 46 cân, 47 cân, 47 cân, 1m55. Comment cho em liền nhóm chị mã 26. Mã 26 giúp em. Ở giá 85k. 85k cho em, 85k. 85k nhé. Mã 26, mã 26 85k cho Nguyễn Thơ luôn này. 26 85k cho Nguyễn Thơ. Rồi cái đầm này nhóm chị ơi, cái đầm này 69k. Comment mã đen cho em. 69k mã đen này, 69. 60 cân đổ về, 65 cân đổ về luôn. 65 60 cân đổ về nhé. Đây, comment mã đen giúp em. Mã đen nha, mã đen nè. Chốt mã đen, mã đen. Mã đen 69k hả? Mã đen 69k, comment mã đen giúp em. Đến nào lấy đen, comment mã đen nha. Cảm ơn Mi Ái Lê nha. Mã đen. Mã đen nè, mấy chị ơi, mã đen nha. Đầm trắng nha mấy chị. Mã đen 69k cho chị Huyền Dinh nè. Rồi chị nào lấy đầm trắng hãy comment mà trắng cho em, mà trắng 65k. Comment mà trắng cho em nha, mà trắng 65k. Mà trắng này tầm size SM nha, size SM thôi, co giãn thoải mái luôn. Nhưng mà size SM thôi nha. Rồi comment cho em mà của nó mà trắng thôi mấy chị, chút mà trắng. Comment mà trắng giúp em nha, mà trắng. Mà trắng 65k, mà trắng 65k. Size SM. Rồi màu này, màu xinh đẹp này còn còn hai chiếc thôi mấy chị ơi. Còn ít nha mấy chị, còn ít thôi ha. Đây cái đầm sơ mi này còn ít thôi, giá 89k, rất là đẹp luôn mấy chị. Đầm trắng, má trắng cho Mai Lê nè. Mấy chị mà mặc cái này em đảm bảo xinh lung linh luôn nha, xinh lung linh luôn. Đây xinh lung linh luôn. Rồi chị nào ưng màu này. Comment cho em liền 89k, comment mà 89 luôn, chất đẹp lắm. Em nói mấy chị chất ít nhăn mà đẹp mê luôn nhé. Đẹp mê luôn nha mấy chị, đẹp dạ mang luôn á. Cái này dạng đầm sơ mi nha mấy chị, rất là dễ thương luôn. 1m6 54 cân đổ về, 1m55 khoảng 49 cân, 1m55 khoảng 49 cân đổ về nha. 89 không? 89. 89k hả? Dạ. Rồi mấy chị rất là dễ thương luôn, mấy chị có thể thắt nghịch vô nha, mang với ba tay xinh lắm. Đó mấy chị nhìn đẹp, form dáng của nó rất là đẹp ha. Đó rất là cưng luôn nha mấy chị. 89 cho Nguyễn Thơ nè. 89 cho Nguyễn Thơ. 89 cho Nguyễn Thơ ha. Chế nào lấy 89 là comment 89 giúp em nha. Theo cho nó hết luôn. Chế nào lấy 89 comment 89 cho em này. 89 em còn nha mấy chị ơi. Mà 89 phải đẹp và mang luôn. Thật sự mấy chị cầm cái đầm này về á, đầm semi này về mấy chị đảm bảo mấy chị ghiền luôn. Và nó đẹp lắm mà nó ít nhăn nha. Thật sự nó đẹp và mang luôn á. 89 cho Chi Anh nè. Đẹp dạ mang luôn. 89 cho Mai Lê nè. Em có thắt lưng không? Có thắt lưng nha chị. Em chỉ có nịt, mấy cái nịt vô trước chị Lê Thí Hằng coi rồi đi. Em chỉ bán mấy cái nịt đó thôi. Còn em không bán mấy cái nịt form to ha. Không bán mấy cái nịt bằng to đâu. Em chỉ bán mấy cái nịt bằng nhỏ nhỏ vậy thôi nha. Rồi màu này ở dưới đuôi cá hả mấy chị? Hả? Nịt đuôi cá to này. Ừ. Nịt đuôi cá là trường hợp đặc biệt. Rồi chị nào ưng cái đầm này comment liền cho em. 1m55 khoảng 47 cân đổ về nha. Comment mã hoa cho em, chọn mã hoa đẹp quá, mã hoa 85k. Mã hoa 85k nè, 1m55 47 cân đổ về nha mấy chị ơi. Comment mã hoa cho em nha. Rồi mã hoa đẹp có dài con gối luôn. Mã hoa đẹp viền luôn á mấy chị. Xét nha, đây xét bộ này, hồi này chị nào hỏi em xét bộ này. Tâm Nguyễn. Xin Nguyễn á, xin Nguyễn ơi. Bộ này mặc đẹp lắm, xin Nguyễn ơi. Đây nha, một cái áo dài tay và một em quần dài chân. Nguyên một set này chỉ có 89k thôi. Đây, nguyên một set này chỉ có 89k thôi ha. Comment cho em mã số 7. Chúc mã 7 cho em có túi luôn. Đầm hoa cho Mai Lê này. Mã 7, mã 7. A, B, C, D, D. Đầm hoa. Đầm mà hoa, má hoa. Hoa cho Hà Nguyễn Huy 7539 này. Mã 7 cho em. Hoa cho GN này. Chị thấy hoa nữa không ạ? Mà bảy comment mà bảy cho em nha, mà bảy chốt mà bảy nha, có tên chị yêu ơi, chốt mà bảy xét thể thao nha. Mà bảy cho chị Xanh Nguyễn nè. Bảy cho Xanh Nguyễn.
Vậy cho sinh viên. Rồi, cái set này áo von này. Áo von và chân váy. Và chân váy hoa nha mấy chị. Eo 66 đổ về mấy chị ơi. Em này eo 66 đổ về nha, một size S đó mấy chị, size S nha. Eo 66 đổ về size S. Comment cho em mã của nó là mã số 10. Chốt mã 10 cho em, cái set này 69k luôn. 69k áo von với chân váy ha. Mặc còn không? Đồng mặc hết rồi nha. Rồi, chân váy với áo von nha mấy chị, áo von sắc nách. 69k set này size S. Eo 66 đổ về. Comment liền cho em mã 69 luôn. Mã 69. Xếp bộ 65kg em chưa có rồi chị Đồng ơi ơi. Xếp bộ thể thao cho chị. Mã 69, 69k này. Rồi cái đầm màu nâu này nha mấy chị. Đầm màu nâu rất là dễ thương. Cái đầm này dễ thương lắm hả ta. Mấy chị ơi cái đầm này em thấy đẹp mà. Mấy chị nào mà đây, rất là dễ thương luôn, dài như vậy ha. Chị nào mà sợ màu nó hơi tối á, mình có thể mua tặng cho mẹ ha. Có thể mua tặng cho mẹ này, có thể mua tặng cho chị gái này. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là dễ thương nha. Màu này cực kỳ đẹp, hàng Quảng Châu cực kỳ xinh ha. Đó, màu này về em bán rẻ lắm. Bán sale xuống còn có 79k. Đây, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Chất đẹp dạ mang luôn. Sale xuống còn có 79k thôi. Chị nào ôm hốt liền cho em mã của nó mà 79 nha. Chốt mà 79 giúp em, sale quá rẻ luôn mấy chị, đẹp dạ mang luôn. Má 79, 79k này. Set với hoa. Với hoa em hết rồi chị Anh Nguyệt ơi. Với hoa em hết mất tiêu rồi. Với hoa nào mà hết? Thế còn set này là mã bao nhiêu? Mã 69 hả? Mã 69k. Ok là 79 cho anh Trần này. 79 cho anh Trần. 79 cho anh Trần ha. Rồi set này luôn nha mấy chị. Set xinh đẹp, áo sơ mi hoa. Áo sơ mi hoa và quần ha mấy chị ha. Đây, cực kỳ xinh luôn. Đó, một cái quần giả váy nha, một cái quần giả váy rất là đẹp. Tầm set nha mấy chị, set đổ về. Chị nào ơn cái set này comment cho em liền là set. Đầm bông. Đầm bông 79 em hết rồi. Size S nha mấy chị. Comment cho em mã của nó là mã số 30. Chốt mã 30 giúp em. Mã 30 nè mấy chị ơi, mã 30 nha. Mã 30 mét 6 khoảng 50. Anh Trần mới được một trái đấy em ơi, cố lên em ơi. Bây giờ chốt không chốt lộn mã không à. Chốt đúng mã là vừa. Đầm 79 em hết rồi chị Đào Nguyên ơi. Set đúng không? Set size S bao nhiêu rồi? Set size S 79k này, mã 30 nữa mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy cái đầm này, chị nào lấy cái đầm này comment cho em mã nâu luôn. Chốt mã nâu giúp em nhé. Chị nào ôm mẫu này comment mã nâu cho em nè, mã nâu. Mã nâu này. Mã nâu một cái đầm cái này là Gucci hả? Đầm Gucci. Đầm Gucci mà nâu nha. Đầm Gucci chất gì chất. Keo 74. Không ăn là quả. Chất không poly. Không poly, không thái nha. Đầm thái. Comment mà nâu cho em 1m6 khoảng 50. 50 cân, 52 cân đổ về cho 74. Comment cho em mã nâu. Mã nâu dạ, em này là tầm 1m6, 52 cân đổ về mã nâu ha. Rất là đẹp luôn. Mã nâu 1m55. Giá 79k. Mã nâu 1m55 là 47, 46kg nha. Giá của nó là 79k. Giá 79k nha chị nha. Lấy nâu comment nâu cho em nha. Lấy nâu comment nâu này. Rồi em này. Một em dùng. Một em đầm chứ, phải em dung mà em đầm hoa của Yếm. Một em đầm hoa của Yếm nha mấy chị nha. Trời dễ thương chưa? Bao đẹp luôn. Đây nè mấy chị. Trời đẹp chưa? Nâu cho hàng Nguyễn Nuôi 7539 nè. Dễ thương quá, 75k. 75k nha mấy chị nha. Mặc có xệ tà luôn. Rất là dễ thương. Rồi em này 1m6 50 cân đủ về. 1m55 46 cân. Mấy 55 46 cân nha. 79k. Mới đọc 75. 75k chứ 75k. Mà 75 luôn mấy chị ơi, 75k mà 75. 75k mà 75 nè. 75k mà 75 nha. Rồi, set này nha mấy chị.
rất là dễ thương luôn. Đây thêm một em áo nha. Rồi em áo kiểu từ thư hai lớp von mấy chị ha. Đây, tay xòe xòe như vậy dễ thương lắm, rất là cưng luôn. Rồi chị nâng mẫu này comment liền cho em. Đây. 75k má, 75 thứ cho Mai Lê nè. Yêu 66 nha chị, yêu số 6 đổ về. Và mail 66 đổ về set nha. Yêu số 6 đổ về set 75k. Comment set cho em mã là set nha chị, comment mã set cho em. Yêu 66 đổ về 75k mà set, comment mà set cho em nha. Set. Chiều chị ơi, chiều mới giao kịp trước 5 giờ nha. Giờ hành tránh trước 5 giờ. Tối chị mới về thì nhận kịp nha. 3 giờ chị qua bến xe về quê. Sao chị bảo em là buổi tối? Chị bảo em buổi tối thì em mới giao shipper chứ còn 3 giờ sao kịp. Set cam em vừa không để cho em. Set cam. Set chị cầm em vừa không để cho em bích phạt. Set vừa không. Cái không vừa rồi. Em sao vừa cái áo. Không vừa nha bích phạt ơi, bích phạt chỉ vừa cái áo thôi. Vừa cái áo thôi. Chị luôn Trương ơi, sao chị bảo em là tối chị mới về. Trời ơi. Shipper nó phải giao trước 5 giờ. Làm sao mà nó giao ngay bây giờ được. Chết 75k là chết nào rồi, thế vậy chết 75k cho chị Anh Nguyệt này đôi 582. Ờ chị Anh Nguyệt mặc vừa này, chị Anh Nguyệt 1m50 là 45kg là vừa đúng không em? 1m50 bao nhiêu cân? 45 cân. Không vừa thì cũng có khác gì bà Bích Phạm đâu, bà Bích Phạm 46 cân. Không vừa hả? Ồ, xếp 75 chị Anh Nguyệt không vừa rồi. Chị Anh Nguyệt ơi, chị Anh Nguyệt không vừa xếp 75 nha. Rồi mẫu này chị Nương, cái đầm này comment cho em mã của nó là mã số 7. Mã số 7 1m6 sắc nách với chị ha. Mã số 7 79k. 1m6 nền 44 cân đổ lên là 60 cân đổ về mấy chị ơi. Chị nào 40 cân cũng ok luôn á. Tại vì form này mình cột like nhau á, chị nào 40 cân trên được luôn á. Rồi comment liền cho em nè. Mã của nó mã số 7 nha. Mã số 7 giá 79k. Comment mã 7 giúp em, chúc mã 7 nha mấy chị. Mã 7. Chị đâu bảy cho mấy bảy giúp em ha. Ok, chắc chị mới shipper nó gọi, chắc nó mà shipper gọi thì chị nhớ vô cái gấp giùm em. Em cũng báo nó trong gấp, nó cũng biết trong gấp là khi nào thôi. Mã số 7 79k này chị mấy chị ơi, mã số 7 79k nha. Rồi cái set màu xám này nha mấy chị. Comment mã xám cho em luôn. Đây xám 85k. Cái này một 1m50 45kg mặc được này. Chốt màu xám giúp em nha. Xích xám. Xích xám nè. Xám cùng chín tóc mấy chị ha. Có dây tắt, có dây đai luôn mấy chị. Có dây đai cùng áo luôn nha mấy chị nha. Có dây đai luôn. Rồi chị đơn xám comment màu xám cho em. Màu xám 85k. Má xám còn chín tóc nhé. 1m50 mặc. Eo 72. 1m50. Eo 72. 1m50 45 cân mà được. 1m55 khoảng 47 cân. 47 cân nha, comment mã xám cho em 85k, mã xám mặc đẹp lắm. Mã xám có dây khóa luôn mấy chị. Mã xám mặc cực kỳ cưng ha. Comment mã xám luôn cho em nè. Mã xám nha mấy chị, mã xám bao nhiêu, 79k hả? 85k. Mã xám 85k, mã xám 85k, quần chín tấc 1m50, 45k ký mặc được nha mấy chị ơi. 79k. Comment cho em còn một chiếc siêu luôn 79k. Ok nha. Chị đơn siêu nha, không sao nha chị nha, chị kia yên tâm đi. Comment mã 10 cho em. Mà 10 ha. Chị nào lấy 10 chút mà 10 cho em. Mà 1m6 52 cân đổ về. Chị nào 10 comment mà 10 giúp em nha. Mà 10 quá đẹp luôn. Thật sự mà 10 đẹp lắm nha. Mà 10 mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị. Comment mà 10 giúp em ha. Chị này. Mà 10 cái tay của nó rất là dễ thương như thế này ha. Cực kỳ cưng không chị ha. Model. Rồi comment mà 10 cho em nè. Chúc mà 10. Mà 10 ha mấy chị. Chúc mà 10 giúp em nha. 10 comment mà 10. Xe lai nhiệt tình giúp em nha, mấy lượt chia sẻ. Đầm đen mã số 10 cho Mai Lê nè. Anh mấy giờ rồi mà, mấy giờ rồi? 1 giờ. Mấy? 1 thì đúng. Bao nhiêu lượt chia sẻ?
nhìn điện thoại thấy mà. Em cũng biết hết mà. Kích vào trong màn hình cái nó nổi lên đó. Rồi em này yêu của nó 72. 166. Cái gì? Mấy chị ơi, xe livestream sẽ có 166 lượt chia sẻ mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bàn tay lên giúp em đi, chia sẻ lên 300 lượt chia sẻ đi mấy chị. Chia sẻ lên 300 lượt chia sẻ em tặng quà ha. Mấy chị xe livestream lên 300 lượt chia sẻ em tặng quà nha. Hôm nay sẽ chia sẻ yêu có mới có 166 ạ. Điện thoại đây. Cầm điện thoại đó chặn được cái gì đó. Điện thoại đây. Điện thoại đây. Rồi 166 lượt chia sẻ. Mấy chị chia sẻ bàn tay giúp em nha. Chia sẻ bàn tay giúp em tặng quà nha. Đây. Chia sẻ ít quá à. Sao mà chia sẻ ít quá vậy? Trời ơi. Mấy chị mọi người chia sẻ lên trang cá nhân giúp em lại một lần nữa cho mấy chị yêu. Chia sẻ trang cá nhân lại lần nữa giúp em nha. Ý là chia sẻ của mấy chị bán hàng không nổi luôn á. Mấy chị mọi người chia sẻ giúp em 2 đến 3 lần trang cá nhân nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ hội nhóm giúp em nha. Chị nào mà tham gia hội nhóm free thì nhớ share livestream giúp em nha mấy chị. Share bàn tay giúp em nha. Đây, nói chung là có chia sẻ là có được quà nha mấy chị nha. Cứ chia sẻ lên 300 lượt chia sẻ em tặng quà tiếp nha mấy chị. Share livestream lên 300 lượt chia sẻ em tặng quà tiếp ha. Rồi chế nào ôm cái đầm cái gì dùng sập này em đang cầm này. Cái này mặc đẹp lắm nha. Nên mặc đẹp. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 2 đi. Cái dùng sọc mã số 2 giá 69k nha. Comment mã 2 giúp em này, mã 2 69k. Comment mã 2 giúp em. Hoàng Nguyệt chia sẻ rồi đó bé. Rồi comment mã 2 giúp em. Nhìn lượt chia sẻ mà đau lòng kinh khủng luôn á. Chưa bao giờ mà chia sẻ thấp như vậy. Chưa bao giờ mà chia sẻ thấp như vậy luôn mấy chị ơi. Mới có 100 mấy thôi, chưa được 200 nữa. Chưa được 200 lượt chia sẻ luôn. Rồi màu này 69k. Em sale giá banh nóc vậy mà mấy chị không share livestream giúp em buồn ơi là buồn luôn á mấy chị ơi. Buồn ơi là buồn luôn á. Mấy chị share livestream bàn tay giúp em nha. Share nhiệt tình giúp em luôn mấy chị. Rồi màu cái đầm trắng này ha mấy chị, đầm body trắng này nha. Đó, mặc lên hơn bị đẹp ha. Đâu mà coi. Đây 1m6 50 cân nha. 1m6 50 cân mấy chị ha. Rồi chị nào màu này comment mã trắng cho em. Mã trắng 1m6 50 cân này mấy chị ơi. Mà trắng nha. Chốt mà trắng cho em nha, body này mặc đẹp lắm. Body 1m6 50 cân. Rồi giá em này là 75k. Comment mã trắng cho em. Mã trắng 75k là 1m6 50 cân mặc vừa này. 1m55 và 46 cân mặc vừa nha chị ơi. Chị nói ưng trắng chốt mà trắng giúp em nha, mà trắng. Mà trắng mấy chị ơi, xe la chim bàn tay giúp em nha. Xe la chim giúp em nha mấy chị. Xe la chim bàn tay ha mấy chị ha. Xe live stream kèm với số điện thoại giúp em nha. Xe xong một tí em chơi em tặng game nha mấy chị. Lên 300 lượt chia sẻ đi ha. Chia sẻ lên 300 lượt chia sẻ đi. Em tặng 2 món quà luôn nha. Tặng 2 món quà luôn. Rồi màu này. Em có nói số ký mà chị ơi, chị nghe rõ giúp em nha. Em có nói số ký á. Rồi mẫu này bo thun luôn, mấy 6 khoảng chừng 55 cân. Đầm body trắng em tầm 70, 72 đổ về nha anh Thi nha. Tại vì nó co giãn, vừa đâu. Co giãn anh Thi. Cái đầm body đó co giãn 50 cân đổ về mấy 6. Rồi, chị đã ưng cái đầm đen này đi. Đầm đen này có co giãn ngay không? 1m6, 54 cân đổ về không? 1m55 là khoảng 49 cân. 49 cân, 1m55. Đây, 40 cân đổ lên. Và 49, 1m55 đổ về. Còn chị nào 1m6 là 54 cân ha, comment mà đen cho em. Eo của nó co giãn ha, mặc cực đẹp mấy chị. Form tiểu thư mấy chị mặc đi làm dễ thương lắm nha. Đi làm rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy đen comment mà đen giúp em nè, mà đen, chốt mà đen cho em luôn. Comment mà đen nha mấy chị. Comment mà đen ha, mà đen. Mà đen 79k hả? Dạ, 79k. Mà đen mấy chị, mà đen 79k nha. Ai nói 79 lắm. Em có nói có 79 không? Có, mà nghe nó đâu 79. Chưa anh nhận. Lúc đầu chưa nói thì chưa ghi, mà sao em đen 79k. Bị liều hả? Nó lỡ rồi bán luôn 79k. 79k lỡ rồi bán 79k mấy chị ơi. 521. Ok chị nha. Chị Vân Trần chốt mấy đen hay sao chị ơi? Chốt mấy đen ok cho em nha. Để em lưu lại chị này. Chị Vân Trần 521 này. Rất bị liều. Vân Trần hả? Đây nè. Đen nè, đen còn cái nha. Rồi chị Vân Trần lên mấy đen comment ok cho em biết nha. Rồi chị nào ưng cái mẫu quần này ha. Ok chị Văn Trần này, chị Văn Trần lấy một cái đen 79k này.
chị đã có cái màu quần caro này. Còn em mặc quần game quần 50k nha mấy chị, quần 50k ha, quần đẹp cực kỳ ha. Quần này mét 6 khoảng 50 cân đổ về. 1m55 là khoảng 46 cân ha. Còn em mặc quần cho em nha, quần caro 50k. Còn em quần giúp em, quần caro 50k. Còn em mặc quần nha mấy chị nha, mặc quần. Chốt mặc quần giúp em này, mặc quần. Quần cho chị Thương Huyền Nguyễn này. Quần cho Thương Huyền Nguyễn. Quần cho Thương Huyền Nguyễn ha. Thương Huyền Nguyễn chốt cắt nha. 6, 7, 8. Rồi quần 50k luôn. Chị nào lấy quần này comment cho em mặc của nó mặc số 2. Comment quần 2 cho em này, mặc quần 2 50k. Mặc quần 2 giúp em ha, 54 cân đủ về nha. 54 cân đủ về. Comment quần 2 cho em. Cái này cũng 50k đúng không? Ừ, quần 2. Comment mặc quần 2 nha chị nha, comment mặc quần 2. Chốt mặc quần 2 giúp em. Rồi áo sơ mi cổ chéo nha mấy chị, áo sơ mi cổ chéo như thế này ha. Rất là dễ thương luôn, chị đã ưng cái mặt cổ chéo này. Đây rất là cưng ha. Luôn ta. Quần 2, quần 2 cho chị Thương Huyền Nguyễn luôn. Hai cái quần đó nha chị nha. Chốt cái nào chắc cái đó cho em nha. Rồi chị đã ưng cái áo này, comment mặc áo cho em mà áo cũng được. Chế chặn tin nhắn này nhắn không được, chế tin nguyên là em không chặn tin nhắn của khách nha. Chế tin nguyên có vấn đề gì? Hình như là Facebook của chế tin nguyên có vấn đề gì? Em nhắn cái chế vẫn được mà sao mà chặn được nha. Rồi mà quần hai cho em mà đâu có lầm lỗi đâu mà chặn, trừ khi chế bom hàng em sẽ chặn chế nha. Hỏi chị Nguyên nữa trả lời thế không cũng không cái bài. Chế nào mà bom hàng em là em chặn là cái chắc rồi. Rồi đó, mẫu này em chị em muốn trả tiền chặn. Chế nào ưng mẫu này comment liền cho em mà áo nhắm chị, mà áo sơ mi này áo nha. Comment mà áo cho em. Áo bao nhiêu tiền? Mà áo comment mà áo cho em, mà áo là là 40k, áo 40k. Áo sơ mi 40k nha mấy chị ơi. Có gì ta? Áo có dây cột bụng không chị? Không được thời gian. Em nén được, em nén không được là sao ạ? Cái này cũng không, cái này thì tên Nguyên coi ở bên em bị Facebook em bị gì không nhá, hay là Messenger của em cũng bị gì không chứ? Nên đâu có cái anh bên anh nhắn được là không phải là chặn nha. Nhắn lại đi ta, nhắn mới có một lần không được mà la làng đồ, nhắn lại đi. Nhắn đi nhắn lại mấy lần đi. Rồi quần nha mấy chị. Đây là cái quần ha, cho mấy quần nha. Rất là dễ thương rồi. Hay là điện thoại hết tiền vì chậm chiều nhắn đi rồi. Rồi em này yêu của nó 64 mấy chị ơi, em 64 cho mấy quần em 64 nha. Rồi phối chung với em áo này. Đây một set này giá 65k. Chị nào ưng comment mặc 65 giúp em. 65k comment mặc 65 nha, mặc 65 cái set này mấy chị size S nha. Size S 1m55 là khoảng 44 cân. Set đen cho chị Tuệ Nghi. Set đen cho Tuệ Nghi này 65k này. Set đen của Tuệ Nghi 65k ha. Set này phong to nha mấy chị. Chốt xong cho em cái đơn cho Ngọc Hồng nha. Ai Ngọc Hồng hôm lấy là like ngày 20 tháng 11 thì phải ngày hôm sau em chốt đơn là ngày 21 thì hai chị không đi nha. Ừ, Ngọc Hồng đi rồi. Mới đi được có mấy hôm mà. Chứ hai ngày 20 mới chốt trên line mà sao mà tính 4 ngày được. Rồi mẫu này. Có khi em ơi. 20 đặt, 21 chốt, 22 mới đi. Thì hôm nay là ngày 24 mà đi được 2 ngày thôi nha, gái ơi, chị gái ơi. Chị gái mới đi được 2 ngày thôi nha. Lên chị gái chắc phải 4-5 ngày gì đó. Chắc là khoảng ngày 26, 27 chị gái nhận được nha. Rồi vàng. Chị nói lấy vàng, chốt mà vàng cho em, mà vàng là mét 6, khoảng 54 cân đổ về, 55 cân đổ về nhóm chị. 55, 54 cân đổ về trong váy nha, trong váy dài. Vài này đẹp ha mấy chị, vài đẹp lắm. Comment mà vàng 69k giúp em. Mà vàng 69k phông to, 1m6, 55 cân đổ về, comment mà vàng cho em. Chốt mà vàng. Mã vàng nha mấy chị ơi, mã vàng nha. Mã vàng giúp em ha. Rồi em này yêu 72. Kéo 72 đổ về chân váy nha mấy chị. Chân váy 45k, comment chân váy giúp em. Chị nào lấy chân váy comment chân váy giúp em, chân váy 45k nha. Kéo 72 đổ về chân váy 45k, comment mà chân váy giúp em. Chị nào lấy chân váy chốt chân váy giúp em nha. Chân váy 45k này, kéo 72 đổ về mã chân váy này mấy chị ơi. Vậy không có đồ đám cưới hả chị? Rồi tiếp cho mấy chị.
mong là ủa hôm nay thứ bảy rồi đồ đâu mà đi đám cưới. Tôi đi đám cưới đợt sau rồi, đi đám cưới đợt sau, từ giờ đến cuối năm còn đám cưới dài dài luôn, áo nha mấy chị. Đám cưới lại để bỏ để đám cưới sau rồi đi. Rồi áo 40k, chị nó lấy áo 40k này comment mà áo, áo cho em chân có hai váy, màu. Chân váy cho chị anh này. Áo có hai màu, nhóm chị có màu xanh và màu hồng ha, màu xanh và màu hồng giúp em. Đây áo màu xanh màu hồng này. Đây chị nó lấy áo này. Chị nó lấy áo comment cho em. Áo trong bức hạn này. Cái màu gì? Xanh. Áo xanh cho bức hạn này. Cho em cái bọc đi anh. Rồi xanh với hồng mấy chị ơi, xanh cho bức hạn con hồng. Áo xanh cho bức hạn này, còn áo hồng này. Áo hồng này áo hồng. Bức hạn này là không thể nào mà nhầm được này. Phải ghi to thật là to này. Rồi hồng comment hồng cho em luôn, miếng 652 cân đủ về nha. Bao tiền? Áo 45k. Áo 45k em nha. Anh Trần lấy áo màu hồng không em ơi? Ý. Áo 40, 45 chị bé. 45 á. Không nhớ. Rồi màu này chị đâu, màu xinh đẹp này. Không phải, tại vì tình. Không phải, anh đang có ăn. Chế ơi, anh Trần này áo hồng không chế ơi? Thấy comment áo trên mạng của chế thì vì sao ấy? Mà em lâu lâu mới dặn được một chữ, vài chữ xong rồi lại yên lặng tận lâu ơi lâu. Chị cứ nguyên miếng mua thêm đi chị. Đẹp quá. Chị nào ơi, cái màu đầm này comment cho em mã đen 89k nha, chúc đen cho em. Mã đen quá đẹp luôn. Mã đen 89k nè mấy chị ơi, mã đen 89k thôi nha. Cái đen này em còn kềm lòng không nổi, mặc cực kỳ sexy và đẹp. Da trắng mượt mà, lông mịn màng, 89k comment mã đen nha. Nhìn ngon ăn cần đào luôn. Nhìn ngọt nước. Ồ, nghe trên mạng mấy người nói là nhìn ngọt nước. Kinh rồi comment cho em mà có nó mà đen. Mưa to chưa bạn? Mưa ở bồng thì sáng rồi. Đúng rồi, bào vào vùng tàu nha, nhưng không sao đâu, nó lắc bây giờ, nó tới nơi cái nó lắc bây giờ á. Lắc thì biết. Lỡ con cùng không biết. Nó đi đâu? Đo được chút rồi nó lắc giờ, giống hồi năm ngoái á. Lắc đi đâu? Nói về vùng tàu mà nó về xong nó lắc. Nó lắc vào vườn tiêu của ba em. Trong mình rụng hết tiêu. Rồi màu này, sụp hết trùng tiêu. Rồi màu này mấy chị ơi, cầm lên mà xong. Anh áo hồng luôn. Đấy, ghi cho. Cho anh đi ghi bệnh đi. Ừ. 45. Đây chế nó hỏi em cái dạng đầm này ta quên mất tiêu rồi. Rồi mà sọc. Comment sọc cho em. Sọc 79k. Sọc 79k, 1m6, 52 cân đổ lại mặc vừa nó mới chế ơi. 54 cân luôn. 54 cân luôn hả? Ghê vậy. Comment sọc. Sọc giúp em. Mã sọc 79k nha, comment sọc. Chị nào ưng sọc, comment sọc liền tay. Mã sọc nha. Mã sọc giúp em nha. Rồi em này nha mấy chị ơi, trong váy 35k. Trang váy 35k siêu đẹp luôn, mấy chị mặc bao, mấy chị mặc đi làm ha, đẹp cực kỳ, hai màu, màu đỏ đô và màu xanh. Chị nào lấy trang váy cầm 35k comment mã 35 giúp em, mét 6 khoảng 55 cân đổ về, 40 cân đổ lên, co giãn thoải mái cực kỳ, 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về, comment mã cho em mã 35, 35 cân màu. Chị HT Hải Ngân mặc từ lắm tay ạ, chị HT Hải Ngân chắc cho mặc không vừa, em chỉ 76 lần. Vừa đúng không? Ừ. Ok, má sọc trong chốt cho chị HT Hải Ngân này. Có áo khoác da không chịu hết rồi bé ơi. Rồi chị nào ơi, cái chân váy comment mà 35 kèm màu cho em. 35 đỏ đô và 35 xanh nha. Chốt 35 kèm màu cho em, chân váy xịn hàng Quảng Châu cho chị nha. Bán có 35k thôi. Chị nào lấy chốt mà 35 kèm màu cho em, 35 xanh và 35 đỏ nha. Có 35k thôi nha mấy chị ơi, chốt nhanh tay nha, không thôi là mất nha mấy chị ơi. Chân váy 35k này, chân váy 35k này, 35 chân và 35 đỏ nha mấy chị ơi. Đỏ đô và xanh, đỏ đô và xanh. Sọc hết rồi. Rồi chân váy nữa nha, chân váy có quần. Chân váy này, chân váy có quần, xếp ly 45k, comment mã cho em là mã số 40. Mà 40 cho em có quần luôn, xếp ly ha, co giãn luôn. 55 cân đổ về, 40 cân đổ lên luôn ha. 55 đổ về và 40 cân đổ lên. Comment mã cho em là mã 40k. Trong váy 40k xếp ly xinh đẹp. 35 cho chi anh nè. 35 màu gì? 35 màu gì ấy ơi?
Rồi comment mã cho em là mà đỏ. Có gì mà 40 chút mà 40 giúp em. Mà 40 nha mấy chị, chút mà 40. Đây bây giờ em xeo đồ lung tung mấy chị ha. Ok, là 35 cm này. Xeo đồ lung tung. Từ giờ thì sẽ chọn áo khoác da về nữa không? Tại không không, em không có bán áo khoác da nào đâu mấy chị ơi. Bích Phạm thì không bán rồi, Bích Phạm ơi. Không bán áo khoác da nữa ha. Bán một lần mà giận tới già luôn thì bán bỏ xì thôi, không bán lẹ nữa. Rồi, chị Đông, chị đâu màu này comment mà cam cho em. Mà cam nhé. Nguyên 40 cho chị Thắm Nguyên 338 này. Chế Vinh Nguyên với 35k xanh à. Chế Vinh Nguyên khách mới cho em số điện thoại kèm địa chỉ em mới chốt được nha chị ơi. Phải mà có cam. Số khách mới có số điện thoại với địa chỉ rồi. Mà cam này có cuồng mấy chị ơi, co dạng luôn. Mà cam có cuồng co dạng luôn không mấy chị ha. Đủ co dạng tốt luôn. Chị nên cam chốt cam cho em. Mà cam 1m6 này khoảng 55-54 cân đủ về ok luôn á. Còn 1m55 khoảng 52 cân đổ về, chúc mà cam cho em. Mà cam nhóm chị, mà cam giá của nó là giá 69k. Chúc mà cam cho em, mà cam cho chị. 40 còn em, 40 còn hết rồi, cam 69k. 40 em hết rồi chị Anh Nguyệt ơi, chị Anh Nguyệt chờ nha, anh lên một chút em chút thôi nha. Má cam 69k. Má cam 69k em chị ơi. Áo len nhóm chị, áo len tay lửng cũng dơi ha. Len 50k, chị nói len comment mà len cho em. Áo len 50k nhá. Tay kính dơi mấy chị cực kỳ dễ thương luôn. Đó, mát mẻ, mặc trong Nam, miền Trung, miền Bắc thì được hết á. Rồi comment lên, mà lên đi. 50k nè. Chút mà lên. Lên mỏng mấy chị ơi. Lên vừa chứ không có mỏng. Lên mỏng vừa đi. Nha. Cái chị vừa chút á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ừ, cho bà đi, cho bà đi. Bà tên gì? Rồi cái áo len này ha mấy chị, áo len xinh đẹp này luôn ha. Chị nâng cái áo len này comment cho em mà của nó là màu số 4. Màu số 4 len này là giá 40k. Còn không? Comment mà 4 cho em, mà 4. Chúc mà 4 cho em nè, áo len này đẹp nhóm chị. Nên shop đàng hoàng và bị xinh. Len 50, má 50 của em bị lỗi rồi chị Thông Nguyễn ơi. Chốt cho chị Thông Nguyễn má len sau nha. Rồi đẹp, cái này đẹp này, cái này mặc chung dân váy đẹp lắm nè. Rồi chốt mã cho em là mã 5. Mã gì? Mã len. Không, cái đằng sau rồi là mã gì? 40k mà gì? 40 hay 50? 50k mà gì? Mã len. Cái này mã số 4. Mã số 4. Mã số 4 cho chị Thắm Nguyên này, mã 50. Mã 50 em bỏ nha, mã 50 em ơi rồi bỏ em bỏ nha. Mã số 4 là 40k đúng không? Ừ 40k đúng rồi. Rồi cái bara chị đơn bara này. Đó, chị đơn bara mặc chung với mấy cái áo hở lưng á. Hay là con cái à. Bara mặc chung với áo hở lưng mấy chị ha. Rất là đẹp luôn này mấy chị, 35k. Ôi bà ra cái này dành em mặc có chứ có cái bà ra nào luôn mấy chị. Bà ra 35k. Bà ra mấy 652 cân. Comment bà ra giúp em. Em lên mấy. Cái này mặc áo lót được đúng không? Nó lên không em? Em lên, nó lên lẻ luôn đi em. Áo lên, áo lên cho tối đi có áo lên. Áo lên tay dài á. Rồi chị nào ưng màu này, ưng màu này comment nhanh tay cho em luôn. Màu áo này nhắm chị ở 35k, comment cho em mã áo 35. Chốt áo 35 cho em, áo cô tông với chị Hà, áo cô tông 35k, comment áo 35 giúp em, áo cô tông 35k. Áo, bara 35k đúng không? Dạ. Yeah. Bara 35k cho xem bông lên này. Áo kia áo mô, áo kia là mã 35 hả? Áo 35. 35k luôn. Mã là áo 35, áo 35. Áo cô tông, áo cô tông. Khoan, cho em hỏi chút. Cũng 35 luôn. Cái bara hồi nãy em đọc mã 35 hay là mã bara? Mã bara. Chắc không? Chắc. Ok. Áo 35 cho chị Thắm Nguyên nè. Chị nó lấy áo cô tông này 40k. Comment. Mai có cáo phát ra để cái rồi em bị hố rồi. Nên 50k. 50k mà đọc thành 40k. Giảm chạy qua đây, giảm chạy qua đây. Rồi bán 45k. Chị nào lấy chốt mà 45 cho em đi, áo này 50k đọc thành 40k, bán trung bình thành 45k. Chị nào lấy chốt mà 45 cho em. Ba ra em hết áo chị Hoàng Nguyễn rồi. Chị lấy ba ra hả? Cái bà ra em chốt cho xem bông lê rồi, còn cái áo 35k chế nào đấy nhờ? Thế chưa, em hồng lê, em hồi mã rồi kìa, em hồng ba ra cũng mã 35 kìa. Anh nghe rõ ràng. Rồi ba ra khác nè mấy chị ơi. Thôi lỡ chốt xem bông lê là chốt luôn đi. Biết rồi, xem bông lê chốt ba ra rồi. Vậy cái áo này gì Thắm có lấy không? Chị Thắm Nguyên có lấy cái áo 35k không? Thắm lấy có lấy áo không? Em được không lấy đây, em chốt cho chế sau nè. Ba ra nữa nè, mà ba ra này là ba ra xanh. Chế nào lấy bara xanh. Comment mà cho em là mã xanh. Mã xanh 35k. Chị nào mà lấy xanh chốt xanh cho em. Mã xanh bara mã xanh nè, xanh 35k nè. Chốt mã xanh cho em nha, mã xanh. Chốt mã xanh cho em nè. Đây xanh đây. Mã 45k xanh. Đẹp mà mai lấy nè.
hơi bị run run hết. Comment áo 35k. Ok chị thống ý không lấy này, ok nha. Áo cái áo 35k chốt cho Tâm Tâm này. Tâm Tâm, giảm cái bịch đi, giảm cái bịch đi. Ok. Tâm Tâm. Tâm Tâm 35. Áo phối ren cho mấy chị. Một cái áo phối ren rất là đẹp luôn. Chị nào lấy áo phối ren này comment cho em liền nè. Rồi em áo 2 giây này nha mấy chị ơi, 35k. Chị nào lấy 2 giây comment mà 2 giây cho em 35k. Mà 2 giây phối ren 35k nha. Cầm comment cho em mà của nó 2 giây mà 2 giây. Mã 2 giây 35k luôn nè mấy chị ơi, mã 2 giây 35k nha. Hai giây cho bích hạnh này 35k này. Lên một cái áo kiểu siêu phẩm nha mấy chị. Một cái áo kiểu siêu phẩm. Đây. Một em áo kiểu siêu phẩm giá 85k. Giá nào ơn chốt liền cho em mà 85. Đâu ra mà lọt này có áo đẹp vậy. Kỳ Phi gọi hoài không bắt máy. Đó, đó. Kỳ Phi đâu rồi? Kỳ Phi đâu rồi? Rồi, thì Phi làm gì còn xuất hiện trên đời này. Đâu, rồi chốt vô mà. Vô nào. Mới vô qua hôm kia không vô. Mới vô nói chị, tao gọi hoài bắt máy. Tôi nói chị bảo không thấy ai gọi. Gì? Gọi quá trời luôn. Rồi muốn cháy máy. Không là sao? Dạ anh Nguyệt. Cá đẹp. 80k. Chị Liêu Nguyễn Thị Bích mã 85 nè. Chị Liêu Nguyễn Thị Bích cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Liêu Nguyễn Thị Bích này để anh ghi cho. Em áo xinh đẹp 55k nha chị nha. Áo xinh đẹp 55k. Rất thun co dạng xịn luôn. Đây. Adidas theo đằng trước nha. Hai bên này nữa rất là xinh đẹp. 1m652 cân đổ về 1m55. Khoảng 46 cân mấy chị ha. 1m55, 46, 47 cân. Co dạng thoải mái. Lưu Thị Thi ráng chốt thêm đi em ơi. Cầm giá comment đi anh chốt cho nha em nha. Ráng chốt. Comment đi anh chốt cho đủ đơn đi nha. Lưu Thị ưng cái áo này không? Chị ưu tiên nè. Comment mà hồng. Comment mã hồng 55k. Mã hồng. Được rồi, nghe rồi Bích Phạm ơi, qua nhà anh nè. Chốt mã hồng. Mã hồng cho em nha, mã hồng. Con nào rảnh qua đây nha. Qua đây cho thử, vừa con mới lấy nha. Đây một loạt áo của chị Kỳ Phi nè. Trời ơi. Toàn đồ đẹp thôi. Chỉ toàn ối 55k áo hồng 55k cho Lưu Thi Thi nè. Rồi 79k mấy chị ơi, 79k comment mã trắng cho em. Một loạt siêu phẩm. Comment mà 79 cho em, 654 cân đổ về, đúng vải đúng đẹp luôn á. Chị Liêu Nguyễn Thị Bích chốt được mã áo 85 bên em cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chị Liêu Nguyễn Thị Bích là khách mới thôi. Dạ. Cho nên ưu tiên cho khách đó, mấy chị khách cũ. Sao? Không, tại mấy cái áo này ưu tiên cho mấy chị khách đó. Em không nói sao em biết được. Đây. Trời, em còn đọc mã. Không thấy anh trả lời luôn. Trời, trả lời quá trời luôn. Áo thông hồng em hết rồi chị ơi. 79k. Áo khác đi. Rồi cái màu trắng đó là 79k. Áo trắng là 79 nha, áo trắng 79k nha. Rồi em này nha mấy chị. Em này chị nương, em này comment cho em mà của nó là okay, mã số 33 ha. Chú mà 33 cho em mà 33. Ok chị Liễu Nguyễn Thị Bích có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Chị Nguyễn Liễu Thị Bích đừng có buồn nha. Hồi nãy em kêu là ưu tiên mấy chị khách cũ tại vì cái này. Tại vì mấy cái áo này là khách của em là khách mới, em gọi không bắt máy á. Cho nên ba cho là, anh Trần này. Kiểu như em muốn là chỉ có bán một lần thứ hai nữa thôi, không muốn xả một lần nữa. Em ơi, đây là trắng mà. Cái 33 là cái đang cầm không? Như cái thảo cầm á. Rồi chị nói ông màu này, màu này chị đọc mã. Chị nói ông màu này comment cho em mà 35 nha. Mà 35 giúp em. Anh thấy em nói cái nào 33 rồi đó. Cái 33 là cái trắng đó anh. Hỏi chứ hỏi là đi, cái 33 là cái trắng á. Rồi chốt mà 35 giúp em nha, mà 35. Comment mà 35 kèm điện thoại giúp em. 35. Mà 35 giúp em. 35 cho anh Oanh Trần nè. 35 cho anh Oanh Trần. 33 là cái màu trắng hay là cái màu kem mình mới chế ơi. Từ đừng có lên đứng ngoài một tí xíu lên cho nó khỏi rối nào. Em làm một loạt, thấy chưa? 33 là cái thảo cầm, giờ thấy chưa? Cái trắng là cái này là cái trắng nè, trắng hả? Dạ. Rồi chị đã ưng màu áo này comment cho em mà đó là màu 60. Cái này chốt cho ai đã? Cái này là chốt cho ai? Chưa chốt. Thấy không? 35 anh mới đọc cho anh Trần mà.
35 coi anh Trần rồi, còn cái này là chơi chốt này. Ừ. Cái này bao nhiêu tiền? 35 coi anh Trần. 79k em nha. Rồi chị đơn cái áo này giá 60k, comment cho em mặc của nó là mặc số 60 nhá. Em không nhìn em với gì. Mà 60, 60k giùm em. Mà 60, 60k. 60, 60k giùm em ha. Ok, đúng rồi, không phải trắng. Mã 60, 60k này. Trắng hoa là đây. Mã 60 cho chị Lê Thúy Hằng này. Lâu lâu mà xã em làm rối kia. Thấy chưa, rối dữ. Cứ từ từ, cứ dính em ơi. Cứ từ từ. Cái trắng này nó bị ấy luôn rồi. Cái trắng này nó bị thảo mặt luôn rồi đúng không? Nó bị thảo mặt. Không biết đâu mà sợ. Không biết đâu mà áo trắng 60k cho chị Lê Thúy Hằng rồi nha. Chị Vinh Nguyên rồi đấy, chưa cho em số điện thoại địa chỉ như à có số điện thoại rồi này mà chưa có địa chỉ. Nên chốt được cái gì 35 ấy phải không? Ai? Vinh Nguyên. Vinh Nguyên. Cái chân váy 35 màu gì đó. Eo 76 đổ về nhá mấy chị ơi. Eo 76 đổ về đuôi cá nhá. Chị nào ấn cái đầm này comment liền cho em mã 20 này. Chốt mã 20 giúp em nha mấy chị. Mẫu này chốt mã 20 nha. Hai dây mã 20 đuôi cá mấy chị ha. Chốt mã 20 giúp em. Eo 76, 1m6 khoảng 55 cân ha. 1m6 55 cân. Có đọc tiền. Hả? Một tiền. Giá 79k. 79k. Là mình chế biểu, mình chế biểu hoa mang đúng không em? Chế Vinh Nguyên nhớ cho em thêm địa chỉ nha chị ơi. Có địa chỉ là bên em có chốt thực hành nha. Em đầm này nó bị bụi một xíu mấy chị ha. Em đầm này bụi một xíu nhá. Đây. Nó bị bụi một xíu không chẳng tặng ở đâu mấy chị, không chia sẻ. Người giọng không có tặng ở đâu. Rồi giận. Bà lưu rồi đó, bà đang lưu rồi. Rồi, chị nào có mẫu này comment liền cho em nè. Mà 40-40k mấy chị ha, đầm thun cô tông nha. 40-40k mà em đầm thun cô tông này. 40-40k này mấy chị rồi, ơi. Rồi, chị nào lấy chốt mà 40 cho em. Nó bị hơi do một chút xíu em xem còn 40k nha. Nó bị bụi một xíu nha. 40k này, mà 40 nha. Rồi, chị nào ôm cái áo này. Cái áo này 35k mấy chị nha. Chị nào áo này comment mà 35 giúp em. Áo 35k comment mà 35 giúp em nha. Mà 35 mẫu này 60 cân đổ về nha. 60 cân đổ về. Comment mà 35 này. Mà 35 giúp em ha. Tao comment để chơi vô lên mà nhìn nhỏ luôn các em ơi. Trong đầu toàn mà 40 cho thị thị này. Áo 40. Đây. 40. Này gì? 45k, áo 85k Vinh Nguyên chưa được em nha. Vinh Nguyên chút áo khác giúp em nha. Vô ích rồi, xem ông Lê ơi, cái đầm đó chị không bán. Đầm đó là đầm kiếm cơm ấy. Không phải đầm kiếm cơm mà đầm đó là đầm chành chị. Cái đầm đó chị mặc đi tiệc thôi, chứ chị đâu có bán cái đầm đấy. Đầm kiếm cơm đấy. Rồi cái đầm này nha. Chị nào ơn cái đầm mà cột là chéo này nha mấy chị. Mặc chéo, cột chéo bên trong 65k. Đây để em cột nha. Bằng váy đẹp quá anh chị nhỉ. Rồi chị nào ơn cái đầm này comment liền cho em này, 65k này. Comment mà 65 cho em này. Đây mà 65k. Cái đầm này mới chỉ mặc vô người, sau đó mình cột tà chéo ha. Cột tà chéo nha mấy chị. Còn mấy chị nào mà thích mặc bara thì mặc, còn không thích mặc bara thì mặc tà chéo nha. Mã 65, 65k nè mấy chị ơi. Có, chị đã lấy cả mấy trăm cái rồi xem ông Lê ơi. Đây không có, xem ông Lê ơi, không có. Cái đó là độc nhất vô nhị. Comment mã 65, 65k nha. Mã 65, 65k giúp em. Mã 65, 65k nè, kìa mấy em không mặc lên sau. 65k ha. 65k cho Lưu Thi Thi nè. 65k cho Lưu Thi Thi. Rồi áo nha mấy chị, áo không to 60 cân đổ về ha. 60 cân đổ về.
chị đã ưng chút màu đỏ cho em, màu đỏ 40k. Chị đã ưng áo màu đỏ, comment màu đỏ, áo màu đỏ là áo hàng Hồng Kông với chị hát. Hàng Hồng Kông, chị nào lấy đỏ comment màu đỏ giúp em. Màu đỏ hả mấy chị? Màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Mà đỏ bao nhiêu mà 40k, mà đỏ 40k. Má đỏ 40k này. Má đẹp thế mà 40k tôi ý hỉ. Má 40, đỏ 40k 50. Nha, 40k cho chị Tùy Nghi này. Chị bé nghe rồi, lần đầu tiên em đọc nha. Lần thứ hai là em quên rồi đó. Rồi chị nào lấy chân váy, comment mà chân váy cho em. Chân váy giống chị. Chân váy 50k. Chị nào lấy chân váy chút, chân váy cho em. Một chân váy rất là dễ thương ha. Chân váy dễ thương 50k. Chân lấy sổ đi xếp đi cho tôi. Em chân váy cho em. Chân váy 50k nha. Phải không? Phải không? Quay chắc không được cái vị chẳng mà thấy nó không lên á. Mẹ ơi, chả không được duyệt hay sao á. Anh đọc nó không lên được, mấy bữa lọc lên. Mấy bữa trước chia sẻ lên được lọc lên 90 mấy lần, gần 100 lần không. Rồi giờ thì sao lọc kỳ quá, lọc nó không ra được á. Em chỉ cần bị chặn một nhóm thôi là sẽ bị chặn hết tất cả mấy các bài luôn. Sẽ bị gộp hết tất cả các bài luôn á Hoa. Mà chân váy chân váy đặt mấy gì đây? 50k đúng không? 50k. Chân váy 50k. Chân váy 50k. Chị Bình Nguyên gửi rồi, chị Bình Nguyên ơi. Em gửi đồ cho Bình Nguyên rồi nha. Má chân váy 50k này. Em ơi gửi hàng cho chị rồi à. Dạ em gửi rồi chị ơi. Tại chị nào lấy áo em đâu mà. Cho chị về để làm đẹp cho chị ơi. Chị nào lấy áo em đang mặc, áo em đang cầm, comment mã 50 giúp em. Áo dạ. Đang cầm mã 50, 50k. Dạ, comment mã 50 giúp em. Champion 50, 50k nha. Comment mã 50 giúp em nha, mã 50 giúp em. Comment mã 50 nha, mã 50. Lên 50 cho Mai đây. Comment mã 50 giúp em nha. Em chia sẻ lên trang cá nhân mà không hiểu sao luôn. Nay có xét không ạ? À? Xem em lên nãy giờ thu Thủy Phạm ơi. Xem em lên lụt sổ chung với đầm với váy á chị hát. Rồi một cái đầm thiết kế nha chị. Chị sẽ cho cái lên 40 nhóm thôi. Một cái đầm thiết kế nha. Cái đầm mưu gọi chị. Em mưu tá gọi chị. Nhanh quá hả? Em mưu tá gọi rồi hả? Chị phát nhanh mà em. Đợt này em chị phát nhanh cho mấy chị hết luôn. Mấy đơn mấy đợt này là những cái hàng dưới 2 chị em chị phát nhanh hết cho mấy chế luôn nè. Giá rẻ nha, chỉ phát ra mà giá rẻ cho mấy chị luôn đấy. Có 40k đổ lại không à? Chỉ có 40k đổ lại thôi ha. Rồi, chị nấu ơn cái đầm này comment như 74. Màu này mình mặc đi tiệc luôn nha mấy chị. Form dài con gối hả mấy chị ha. Dài giống như maxi rất là đẹp luôn. Rồi em này giá của nó 79k luôn. 79k luôn mấy chị ha. Comment mà cho em mà maxi. Chốt mà maxi cho em. Đây mà maxi ha. Có hôm nay em sale giá rẻ thôi mấy chị ơi. Hôm nay em đang em xả hết luôn á. Em treo giá rẻ thôi chứ buổi sau không có đâu nha. Buổi sau không có giá rẻ về đâu nha mấy chị. Chốt maxi kia. Rồi cái màu này áo này mình gài ngọc trai vô như vậy nha mấy chị nha. Rất là dễ thương. Áo kiểu nè. Comment mà đen cho em. Mà đen 60k. Áo kiểu mà đen 60k 1m6 54 cân đổ về ha. Đây 1m6 54 cân đổ về. Comment mà đen cho em 60k ha, mà đen 60k. Chị nào đen chút đen cho em này. Áo kiểu đen nha 60k. 1m6 54 cân. Comment mà đen ha. Chút mà đen chút đen. Mà đen 60k hả? Mà đen 60k. Chị Liều Nguyễn Thị Bích lấy mã 74 là cái gì vậy? Không có mã 74, mã Maxi. Mã Maxi. Maxi cho chị Liều Nguyễn Thị Bích nè. Maxi ha. Bao nhiêu tiền đó? Đó có giá trên đó. Maxi cho chị Liễu Nguyễn Thị Bích nha. Rồi em áo hai dây len nha. Uống nước mà sạch. Rồi chị nào lấy hai dây nha. Đen cho chị Thắm Nguyễn 338. Chị nào lấy áo len hai dây comment mà hai dây cho em. Hai dây nó chịu là hai dây 40k nha, lên hai dây 40k. 50k đẹp. Phải không? Lên 50k đúng không? 60k. Lên hai dây 40k. Lên mà. Lên đây, 60k. Comment mà lên giúp em ha, mà lên. Mà lên hai dây 40k, comment mà lên giúp em. Hai dây cho chị Hiền Dinh. Hai dây bao nhiêu tiền? 40k. 40k. Hai dây 40k luôn. Đầu trước em mặc like em kiếm mấy cái hai dây này nè mấy chị, mua một cái 65k nha mấy chị nha. Mua mà em hai dây thì 65k.
phải bằng len coi dạng thoải mái lắm. Rồi hai dây màu nu, cầm em màu nu đi. Mã nu 40k hả? Mã nu 40k. Có khối hay lông mi luôn. Mã nu 40k. Coi dạng mét 650. Nu. Mã nu 40k nha. Mét 654 cân. Cầm em nu giúp em mét 654 cân. Maxi em hết rồi. Nu. Sọc xanh comment sọc cho em nha mấy chị ơi. Áo sọc ha, áo sọc 40k. Chị nào lấy sọc comment mặc sọc giúp em. Sọc xanh siêu đẹp luôn. Có cái túi dễ thương màu đen ha. Màu đen 40k cho Bích Hằng. Màu đen lắm. Rồi sọc, áo sọc nha mấy chị. Áo sọc comment sọc xanh cho em Hằng Quảng Châu nha. Rất là dễ thương luôn. Đằng sau có cái nút nữa nè. Cực kỳ cưng luôn. Comment sọc xanh cho em. Sọc xanh bao tiền? 40k. Sọc xanh 40k. Sọc xanh 40k luôn nè. Mã con rồng sọc xanh 40k nè. 60 cân đủ về ok luôn. 45 cân đủ lên ha. Mã là sọc xanh 40k nè. Mà chung với quần đùi nha mấy chị nha. Rất là dễ thương luôn. Thì nếu sọc xanh comment mà sọc xanh giúp em nha. Mà sọc xanh. Hai dây kem. Ồ chị Anh Nguyệt chắc phải đẹp. Năm nay comment cho chị Anh Nguyệt bên trái quá. Sọc xanh cho Thanh Hòa nè. 40k phải không em? Đúng rồi. Sọc và Thanh Hòa mặc vừa. Sọc cho Mai lên nữa này. Chế nào lấy sọc không? Trời, em này chốt cho anh Nguyệt một cái nữa đi em. Chế anh Nguyệt ưng ưng cái nào comment này lại em chốt thêm cho cái đủ đơn đi nha. Áo 65k mấy chị nha. Áo cô tông 65k. Chế nào lấy sọc comment sọc lên cho em nha. Sọc cho Mai Lê, cho Thanh Hòa. Rồi chế nào lấy thêm sọc comment sọc lên cho em nha. Rồi cái sọc, cái áo xanh em đang cầm mấy chị ha, áo xanh em đang cầm á là mét 6 khoảng 52 cân đổ về. Có cổ luôn ha mấy chị. Em này bán 75k, em đi sale 65k luôn mấy chị, anh sale xuống 10.000 luôn á, siêu tiết kiệm ha. Mã xanh. Chị nào ưng xanh chốt mã xanh cho em, áo xanh này có cổ mà cực kỳ đẹp ha. Chốt xanh giúp em 65k mã xanh. Mã xanh 65k này. Đẹp lắm. Chị Anh Nguyệt 582 lấy em ưu tiên chốt cho luôn này. Và đẹp giả mang luôn mấy chị. Đó là dạng vải Bích Thái. Áo vải Thái. Ở bờ Bích Thái mặc vừa nè. Mấy chị ơi, tiếp tục share live stream giúp em nha mấy chị nha. Tiếp tục share live stream giúp em nha. Lượt chia sẻ vẫn đứng ở con số 200. Mấy chị tiếp tục share live stream bằng tay lên nha. Share live stream bằng tay lên giúp em nha. Áo 65k mã xanh nha. Mã là xanh nè. Mã xanh 65k này, chị nào lấy comment mã xanh cho em nha. Bà Bích Phạm lấy áo thì comment màu xanh nha bà. Comment màu xanh nha, đúng màu ông Giang mới chốt. Nó là ông lầy lắm. Ừ. Rồi, em này chân váy 70 đổ về mấy chị ha, chân váy. Chân váy quần tây 70 đổ về mấy chị, mặc chung với lại áo sơ mi rồi mặc chung với vest đen cũng ok. Chân váy này giá của nó là 35k ha, 35k. Chân váy 35k, comment màu chân váy cho em nha 70. Eo 70 đổ về ha. Eo 70 đổ về 35k, comment cho em mà trong váy. Trong váy 35k ha. À đúng rồi chị. Chị Anh Nguyệt. Đúng không cả chị? Không biết gì ơi, giờ nhìn quá không nhớ. Chị Anh Nguyệt ơi, để có gì live stream xong rồi bên nhân viên em chốt hàng alo cho chị Anh Nguyệt nha. Tại bây giờ live này giờ em không nhớ. Có không chị? Rồi, chị nói áo sơ mi này, áo sơ mi 45k, comment mã sơ mi giúp em. Cảm ơn chị. Comment mã sơ mi ha. Sơ mi 40k, comment sơ mi giúp em. Mét 652 cân đổ về. 50 cân đổ về. Mét 650 cân đổ về. Chân váy cho chị Trần Ngọc. Chân váy cho Trần Ngọc. Mã sơ mi, chú sơ mi giúp em. Đi lưu cho em 7 ngày đi, cái nghĩa bên này là em cũng không cho các con hàng trên dài. Cầm em mã sơ mi ha. Ai đã coi hàng anh? Thường Thanh Thanh, không biết khách mới, không biết không vừa dạo hàng mình nói lại. Vậy hả? Thanh Thanh hả? Mấy chị ơi, mấy chị khách mới, có chị khách mới là đang coi em live stream không? Ở bên shop em là thông báo là em chọn chế độ là không có cho đồng kiểm mấy chị ha, không có cho kiểm hàng nha. Cho nên chị nào khách mới thì vui lòng mình xem kỹ quy định trước của shop nha. Tại vì kiểm hàng bên em có mất hàng á. Cho nên chị nào khách mới thì mình đồng ý không kiểm hàng thì mình đặt hàng cho em nha. Tại vì bên em là cam kết á, là nếu bao mà chế nào bao đủ trả hàng lỗi nè, rồi hàng bị nhầm ha, ví dụ như là chốt nhầm cho mấy chị chốt mẫu này mà em đi chốt mẫu khác á, em đổi hàng cho mấy chị luôn, là bao ship gửi đi gửi về luôn cho mấy chị yên tâm ha. Yên tâm mà nhận hàng chứ đừng đòi kiểm hàng giùm em nha. Tại vì đòi kiểm hàng nó rất là rắc rối luôn, em bị mất hàng nhiều cho nên giờ em không có cho kiểm hàng nữa.
chất lượng thì khách hàng của em tin dùng từ xưa đến nay đã khẳng định rồi ha mấy chị ha. Cho nên mấy chị thông cảm dùm shop nha. Tại vì có nhiều mấy chị khách mới em quên nhắc lại, mấy chị có đòi kiểm hàng không à. Đó. Rồi mẫu này nhóm chị ơi, mẫu này sơ mi dạng sơ mi form dấu quần nhóm chị. Chốt cái này sơ mi form dấu quần giúp em. Sơ mi hả? Sơ mi 45 cho chị Trần Ngọc luôn. Sơ mi 45 cho Trần Ngọc. Sơ mi 45 cho Trần Ngọc. Đúng rồi. Trần Ngọc 738. Đang ở Hà Nội họp nên cực thật. Nên xem cực thật. Thứ hai chốt được cho chị. Đi ra thứ hai chị về á. Về nhóm bút vài cho em nha. Ok Hoa nha, chị biết rồi Hoa ơi. Hoa có inbox cho chị đi. Cái nào lụi chị bao đồ trả cho nên yên tâm á. Rồi mẫu này nhóm chị ơi, chị nào ưng mẫu này comment liền cho em mà. Của nó màu xanh. Chốt màu xanh cho em. Đây, màu xanh form dấu quần. Comment màu xanh cho em. Màu xanh giá 50k nha. Sơ mi xanh form dấu quần. Chốt màu xanh cho em. Có túi luôn 50k. Xanh 50k cho em. Chốt xanh 50k giúp em ha. Chị nào ưng xanh chốt màu xanh 50k giúp em. Diêm Thạnh Kiều, em mua lần đầu mà thấy chất lượng lắm. Cảm ơn Diêm Diêm Thạnh Kiều nha. Rồi màu xanh. Rồi cái quần tây nha mấy chị, một cái quần tây. Quần tây rất là xinh luôn. Chị nào cái quần tây này. Quần tây này là ống lê hơi lê lê một xíu nhé. Ống hơi lê lê một xíu. Chị nào không thích ống lê mà muốn trở thành quần chim tóc á, mấy chị gỡ cái này ra là thành chim tóc rồi ha. Gỡ cái phần ống lê ra. Ống lê là nó nối vô cho nên mấy chị không thích quần ống lê mà thích thành quần chim tóc thì mình gỡ ống lê ra ha. Màu này eo 74 mấy chị ơi, eo 74 em tặng màu này nha. Cái quần này em tặng mấy chị ha, eo 74 đổ về. Chị nếu màu này comment mà tặng kèm số điện thoại cho em. Mà tặng nhóm chị. Đây. Ở đằng sau này nó có một vết chấm hơi mờ mờ do nhỏ nước hay là vấn đề gì đó làm cho bị hơi dơ dơ ở phần này một chút xíu. Nhóm chị bị giặt giúp em, em tặng nha. Comment mà tặng cho em. Mà tặng, comment mà tặng cho em. Comment mà tặng kèm xin thoại cho em nha. Em giờ chốt được em mới cho đi. Đã chốt nói chuyện đàng hoàng chị. Giờ thì không nhớ chính xác thì mà có gọi trước hết được hết. Tặng cầm em tặng cho người comment thứ 7 nhé. Chị Anh 1, Diệp Hoàng Kiều 2, Đại Trung Hiếu 3, Ruby Rùa Con 4, Tâm Tâm 5, Hoa Hoa 6, chị Anh Kim To 7 ha. Người thứ 7 đúng không chị? Em có tặng người thứ 7 đúng không? Chị Anh Kim To được quà nha. Anh Kim To là người comment thứ 7 được quà nè. Chặn Facebook của bà luôn đi. Eo 70 nha mấy chị, eo 70 nha. Chân váy eo 70 nha mấy chị. Đây, chị nào ưng chân váy eo 70 này chốt cho em mà 70 đi. Mà 70 nha. Chân váy mà 70 eo 70 mấy chị ơi. Rồi chân váy 50k. Chị nào ưng chân váy jean này comment mà cho em mà hoa mấy chị ha. Mà hoa chân váy jean nha. 50k. Eo 70 đổ về tầm size M mấy chị ha, size S size M nha. Comment mà hoa cho em. Comment mã hoa cho em nha mã hoa. Alo. Chị Diệp Lan phải không ạ? Tại bên em đang like á chị, bên em đang like. Không có sai lớn không Tâm Tâm ơi. Xong em gọi báo nha. Mã hoa cho Thi. Chị Thi Hoàng đang có bầu mà Thi Hoàng sao mặc được mã hoa á? Thi Hoàng ơi, Thi Hoàng đang có bầu, Thi Hoàng mặc được hoa không? Được ok giùm em ha. Hay Thi Hoàng mua giùm ai? Em nhớ chị Thi Hoàng đang có bầu mà. Rồi cái chân váy, cái quần đó mấy chị, cái quần lét ghi màu hồng nha. Quần lét ghi màu hồng 35k. Mã hoa. Chị nào ưng chốt mã hồng cho em. Thi Hoàng chốt mã hoa hả? Thi Hoàng, chị đang có baby mà. Thi Hoàng đang có baby sợ không mặc được á. Hay là chị mua để sau chị mà. Ai biết. Thi Hoàng ok giùm em nè. Ok không thì chốt. Ok thì
thì ok thì men nha. Chốt là em vừa men đi luôn nha. Ừ. Còn nếu mà không ok thì em chốt cho chị sau nha. Rồi trong váy size S màu hồng, comment màu hồng cho em 35k. Màu hồng 35k giúp em, comment màu hồng nha. Trong váy quần kaki màu hồng 35k. Ủa sao chị Thi Hoàng trả lời nha. Em chốt hồng nè nha. Hồng chốt cho chị Kiều Thúy là cái cục hả? Kiều Thúy là cắt cũ nhưng mà cho em 3 số đuôi nha. Tại vì em có 2 chị Kiều Thúy rồi. Kiều Thúy cho em 3 số đuôi nha. Rồi cái mã hoa này em chốt cho chị Anh Nguyệt đi. Chị Anh Nguyệt không? Ừ. Chị Thi Hoàng trả lời chốt Anh Nguyệt đi. Chốt cho Anh Nguyệt nha. Anh Nguyệt. Hồng chốt cho Kiều Thúy. Kiều Thúy cho em 3 số đuôi Kiều Thúy nha. Kiều Thúy cho em 3 số đuôi. Rồi cái quần jean này nha mấy chị. Cuộc sọc jean. Cuộc sọc jean 40k. À, Kiều Thúy 062. Quần sọc jean size S mấy chị ha. Quần sọc jean size S 35k đi. Quần sọc jean 35k size S. Chị nào lấy comment mã S cho em. Mã S nha. Comment mã S cho em. Mã S 35k. Chốt mã S cho em. Mã S 35k. Mã S 35k. Xe S luôn mấy chị ơi, xe S luôn. Quần đen xe S nha, quần kaki jean. Quần jean á. Xe S cho chị Liên Nguyễn Thị Bích. S cho chị Liên Nguyễn Thị Bích. Liên Nguyễn Thị Bích. Thì Thùy chốt gì cho em đi á. Thì Thùy chị chốt mất rồi. Thi Hoàng chốt mua cho chị gái thì chị ơi giờ comment sao ta sao mà Thi Hoàng bà chắc lại không thấy. Có, bà thấy. Bên em đâu có thấy bên luôn. Thấy, bên em ừ, không bên thấy. Gì cũng thấy luôn. Mấy em mới VIP mới có. Mấy VIP mới có hả? Sẽ S kìa thôi từ từ khoan tôi tiếp đi. Lâu cái thì bên chốt cái sẽ S rồi đúng không? Dạ. Rồi hết. Hết rồi. S đen có S đen nè. S đen cho Phương Thúy nè. S đen cho chị Phương Thúy 7347 nè. Phương Thúy. Khách mới sao á? Từ từ để anh coi lại. Thì như cũng để anh coi lại phải không khách cũ không nè. Áo giấy nha mấy chị, áo giấy. Chị nào áo giấy nè, áo giấy 40k. Comment mà giấy cho em. Mà giấy 40k 1m6 50 cân ha. 50-48 cân gì đó nha. À, chị Thi Hoàng chốt cái gì Thi Hoàng mặc đi. Thi Hoàng đừng có chốt cho, đừng có chốt dùng. Em nói thật, em khuyên thật á. Mấy chị chốt hàng đừng có chốt dùng. Nên em khuyên thật. Mình đừng có chốt dùng cho ai hết á. Tại vì chị mất lòng lắm. Ví dụ chốt dùng nhưng mà ngày mai á chị khách mới rồi, em mời Phương Thủy cái Phương Thủy khách mới hả? Em mua chị lâu rồi. Nhắn tin lại là em mua chị lâu rồi. Đúng rồi, vậy cho anh lại số điện thoại của chị lại nha Phương Thủy ơi. Bị mất thông tin của Phương Thủy rồi. Lâu rồi, nhiều cái thông tin nó bị mất hết á, anh mới làm lại phần mềm á. Rồi chị nó ơn mày giấy chút mày giấy cho em mày giấy 40k nha. Áo giấy ôm sát con người đẹp rồi. Lắm, 40k. Vậy có chốt định đi chốt ai vậy? Hồi này chắc là Thi Hoàng chốt hồng gì đó phải không? À chốt cho chị Ánh Nguyệt. Ừ chốt thôi cùng. Thôi Thi Hoàng chốt cái sau đi, phá sau cho anh nha. Thi Hoàng chốt phá sau cho anh nha Thi Hoàng ơi. Thi Hoàng chốt cái Thi Hoàng mình đi. Cái gì anh ưu tiên cho, thì lấy bên cái điện thoại máy chạm nó bị ẩn comment mà anh đang bật công việc em không chốt được ấy. Rồi Thi Hoàng mã giấy đi không? Mã giấy cho chị Ánh. Áo giấy cho chị Ánh Nguyệt 582. Đi giùm em nha. 40k. Thi Hoàng chốt cái này làm yếm đi Thi Hoàng ơi. Thi Hoàng mặc bộ bí bông chen cái này được nè. Đơn vị thiết kế đẹp. Đi mời, mới đi xong, mới cho lên xe đạp đi rồi. Thi Hoàng chốt cái này nha. Cảm ơn chị Phương Thúy nha, chị Phương Thúy cho này số điện thoại địa chỉ này, chốt đen. Rồi comment cho em mà quần áo mà số 5 mấy chị ha. Mẫu này bầu mặc đẹp nè. Mà năm mặc làm yếm cho nó kín đáo nha. Ví dụ chế nào mùa lạnh mặc áo dài tay vô cho em, mặc cái này bên ngoài thì yếm đẹp lắm. Rồi comment mã năm cho em. Mã năm là 1m6 54 cân đổ về. Còn chế nào bầu bí bông cho em vô tư luôn, tại vì phần bụng nó sẽ to ở dưới đây ha, cho nên mặc bầu bí bông cho em vô tư nha. Rồi comment mã năm cho em. Mã năm 75k. Comment mã năm cho em 75k nha. Mã năm cho chị Liễu Nguyễn Thị Bích nè. Mã năm cho Nguyễn Liễu Thị Bích. Ok em nha, ok luôn nha mấy Tâm Tâm ơi, Tâm Tâm anh đọc được comment của Tâm Tâm rồi nha, ok em nha, để anh gửi về địa chỉ công ty cho em nha. Chị Nguyễn Liễu Thị Bích ơi, cho em biết chị bao nhiêu cân mẹ ạ? Chị Nguyễn Liễu Thị Bích ơi, cho em biết chị bao nhiêu cân nha.
Tại vì em thấy là chị chốt size S, M, L chị chốt tốt. Mười liều thì bớt cho em biết bao nhiêu cân nha. Rồi màu này, màu này mấy chị ơi, màu này 65k, comment màu hồng cho em. Màu hồng, cam hồng mấy chị ha. Cam hồng, màu này bộ bí của Mon Chen, dùng luôn đơn giản dễ thương, mấy chị có thể mặc ở nhà được ha. Đi chơi cũng được, ở nhà cũng được. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi comment liền cho em màu hồng nha, màu hồng 65k, vải mềm cực kỳ. Vải này mềm và đẹp cực kỳ ha. 50kg, chị 50kg, chị cao bao nhiêu chị được với chị Bích nhờ? Mã không được rồi. Thủ cửa hàng dùng chị Nha Trang. Ok chị, anh Kim To đi là em báo chị liền. Chiều nay anh Giang chở ra bên chợ của chiều được không? Còn Phương Trang gửi lúc nào được mà. Được. Phương Trang gửi lúc nào được đó. Chị nếu với chị Bích má hồng nữa nè. Không không, hồng bỏ đi, hồng bị lỗi rồi. À áo hồng của em bị lỗi rồi, bị dơ rồi em bỏ luôn nè. Chị nếu mấy chị chốt chốt cái mã khách em nha, thì là có quần ghi tên lên với em chờ mãi. Để biết có không nữa cơ. À, nói luôn là còn cái gì? Còn cái gì? Cứ quay đi không phải. Ok được rồi. Chiều chừng nào thuốc thì thủy có lấy hàng báo anh nha. Yêu bể mua mấy chị ơi. 1m58 50k. Ô mà để. 50k. Ơi đồ em có chưa? Yêu 70 1m6 50 cân. Kiểm tra luôn. Yêu 70 1m6 50 cân nha. Anh nó nhỏ nhỏ tí tí quá. Em like. Dạ. Comment cho em mã 50, 1m6 50 cân. Eo 70 nha mấy chị, eo 70. Comment cho em mã 50. 50 bao nhiêu tiền? 1m56 mà 50 cân hả? 1m58 chứ 50 cân, 1m6, 48. 52 cân. Cái mặt tầm L, M ok á. Cái mặt tầm L, M nha. Cô lấy kim này. Chế nồi của Leggin này, có của Leggin nhá. Mà của Leggin này là của Leggin form ngắn mấy chị ạ, form này là form chế nào 1m6 là thành form chính tóc. Còn chế nào mà 1m1m5 thì form quần dài, 1m55 là thành form quần dài ha. Còn 1m6 là thành form chính tóc cho của Leggin này ha mấy chị. Của Leggin 70k. Chị nào lấy Leggin 70k comment mà 70 cho em. Leggin 70k nhá. Cái quần này là dành cho chế nào lùng lùng thôi, 1m55 đổi về thôi. Còn chế nào 1m6 là thành quần chính tóc nha. Comment mà 70 cho em, 70k cái quần này. 70k của Leggin ha. 70k. Tâm Tâm Leggin cho Tâm Tâm. Leggin 70k cho Tâm Tâm. Vậy em mặc hết rồi sao cô ra. Vậy em mặc hết rồi ha. Rồi quần da ống rộng. Chị nào ơi cái quần da ống rộng comment cho em mà của nó mà ống rộng nha. Chốt mà ống rộng cho em quần da ống rộng với chị ha. Quần da ống rồng giá 50k. Quần da ống rồng giá 50k. Chị nào lấy chốt mà quần da ống rồng cho em. Chốt mà ống rồng ha. Ống rồng quần da nha. Ống rồng quần da 50k. Comment mà quần ống rồng cho em nè. Ống rồng là 50k. Tâm Tâm không lấy hả chị? Tâm Tâm 1m6 hả? Em cao 1m6. Ok. Vậy chốt cho bà Bích Phạm đi. Bà Bích Phạm mét rồi mặc đẹp á. Cái gì vậy? Cái quần legging, quần legging. Quần legging để anh chốt cho, quần legging chốt cho Thủy Thủy. Dung Duyên vậy? Không phải Dung Duyên, cái mẹ nó hỏi trước rồi, nó hỏi nhưng mà quần legging để cho nó, thì riêng anh để cho mẹ nó mà. Trời ơi, ai khách hỏi cái... Mẹ rồi, thế kia đưa Thủy Thủy nha. Ừ. Tại vì Thủy Thủy comment chậm quá chi. Em mắc cười, em đã nói, em vừa nói là nó qua đây rồi anh đưa cho nó mà. Rồi màu này nha. Vậy chị bé còn đưa cho em like làm gì? Chị bé còn đưa em like. Đó, có một tên rồi. Anh biết đâu em thấy like. Biết đầu vị trí cho mình quá. Thôi lên ra đi em để anh coi cho. Yêu 68 cùng lưng cao mấy chị ha, yêu 68 lưng cao. Yêu 68 lưng cao mấy chị. Dạ 50k, quần jean 50k, lưng cao yêu 68. Chị nào ông chốt liền cho em mà của nó mà jean ha. Mà jean giúp em. Mà jean nhân 68 nâng cao. 1m6 khoảng 48 cân đổ về ha. 48 cân đổ về. Comment cho em mà của nó là mã số 50 đi. 50k chút mà 50 giúp em ha. Em là mã jean 50k. Mã jean 50k. Vậy chốt mà jean đi. Ừ.
Chị Lê Huyền Mai Thi đúng rồi này, giờ không thấy chị Lê Huyền Mai Thi comment luôn á. Chị Lê Huyền Mai Thi comment lại giúp em đi. Chấm chấm tạo tương tác nha. Chúc mẹ Jin. Mẹ Jin lên đầu tiên là xem bông lê. Máy của chị là xem bông lê. Em không nóng đâu Jin tôi, mà em thấy rối rối. Không có nóng mà thấy rối rối. Nhưng mà hết rối rồi. Tập trung chốt lại ha. À, mà 50, Jin 50 cho chị ông Giang đầu mất người. Ông kêu để ông chốt hàng mà. Chốt không? Chốt có nha. Chốt, để em chốt. Cái gì? Để em chốt quả nha. Quả Jin 50k. Jin 50k cho xem bông lê. Jin 50k cho xem bông lê nha. Sai, chị Lê Huyền Mai Thi. Eo 70 mấy chị không ơi. Hiểu. Giờ mới thấy comment của chị Lê Huyền Mai Thi đấy. Chân váy 40k eo 70 nha, chân váy quần mấy chị ha. Đây là một cái chân váy quần. À cái chân váy không mấy chị ơi, một cái chân váy tà chéo. Một cái chân váy tà chéo nha. Chị nào ưng chốt cho em mà của nó nè, 40k. Eo 70 đổ về tầm size M nha, size M. Chị nào lấy chốt liền cho em nha. 40k mà 40 với chị hai chứ mà 40 với em. Chân váy 40k mà 40 nha mấy chị ơi. Rồi em chân váy rồi nha. Size M nha mấy chị, size M ha. Eo 72 độ về, mét 6 khoảng 50 cân. Mét 6 50 cân nha, 72 độ về. Chị nào ơn chốt liền cho em mà của nó mà trắng 35k. Chốt mà trắng 35k giúp em ha. Rồi chân váy dài, phong bút măng mặc xinh lắm nha mấy chị, mặc dễ thương lắm. Rồi comment mà trắng cho em luôn, chân váy mà trắng nha 35k. Chân váy mà trắng 35k. Chân váy mà trắng 35k nha. Chân váy 35k mà trắng rồi mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy cái áo này ha. Chị nào lấy cái cặp áo này. Một cái khoác bên ngoài nha chị. Một cái khoác bên ngoài nè. Đây. Với là một cái áo cặp bên trong nha. Một cái cặp áo này luôn giá có 40k. Chị nào lấy chốt mà 40 cho em luôn. Chốt mà 40 xanh chứ cái này là 40 xanh nha. Chị nào lấy cái cặp này chốt mà 40 xanh cho em. 40 xanh 40k hả? 40 xanh là 40k. Mà cặp 40 xanh là 40k với chị nha. Với một cặp nè. Một cặp ha. Rồi chốt 40 xanh 40k cho em. Còn cái 40 hồi này là 40 gì chị? 40 này là 40 trắng. 40 trắng. Áo này 35 chứ. Ờ áo 35k. 40 này chân váy đỏ. 40 xanh 40 xanh. Xanh 40 đi chị nghe chưa nè. 40 xanh. 40 xanh đi nghe chưa. 40 xanh đi chị nghe chưa rồi nha. Dạ. Chân váy nhỏ xíu luôn mấy chị ơi. Chân váy này nó nhỏ xíu 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 luôn. Em có 64 rồi, chị nào vừa không? Chị nào 40 cân không? Chị nào 40 cân nó nhỏ xíu xíu, 40-35 cân gì đó ha. Đây, gọi là chúng chị mua. Chị nào mà có con gái lớn á, 12 tuổi, 10 tuổi gì đó. Đó mấy chị, cái này mấy chị cho bé mặc cũng được ha. Comment cho em mẫu 1 đi. Mẫu 1 35k, chân váy này đẹp lắm. Nhưng mà nó hơi nhỏ nha. Mẫu 1 35k cho em, chị nào có gái lớn á, mua cho gái lớn mặc ha. Đây mẫu 1 này 35k. Comment mẫu 1 cho em. Chúc mẫu 1 nha, mẫu 1. Comment mẫu 1. Mẫu 1 giúp em nha. Chúc mẫu 1 giúp em. Mẫu 1 ha. Rồi em áo len ha mấy chị. Một em áo len xinh đẹp luôn. Cuộc like đằng sau lưng. Đây rất là dễ thương, len mỏng nha. Mặc được ở trong nam nha mấy chị. Mặc trong nam đó rất là dễ thương. Rồi chị nào ơn cái màu len này comment cho em mà của nó là mặc 35 Nguyễn Ngọc Trâm 35 xanh đi. Mới vậy anh. Chúc 35 xanh cho em. Nguyễn Ngọc Trâm, khách mới đây. Nguyễn Ngọc Trâm, khách mới chứ có số điện thoại địa chỉ cho chốt được nha. Cho anh Nguyệt nè. 35 xanh cho chị Hiền Dinh. 35 xanh cho Hiền Dinh nè. Chân váy nhỏ, cái chân váy nhỏ đúng không? Đúng chân váy nhỏ cho chị Anh Nguyệt đuôi 582 nè. 35 xanh cho Hiền Dinh nha. 35, 35 xanh cho chị Hiền Dinh nha. Xếp này nha mấy chị. Chân váy nhỏ áo 1 cho chị Anh Nguyệt đuôi 582 nha. Mấy chị ơi, chị nào khách mới chốt hàng bên em để lại danh sách điện thoại kèm địa chỉ mới chốt hàng thành công nha. Nguyễn Ngọc Trâm chung đơn với mình nha. Ê trời ơi, mới nói chế rồi chị ơi, đơn sau nha. Cái sau chốt cho em nha. Cái sau để em lưu tên lại nó nha. Chị Nguyễn Ngọc Trâm nha, chị Nguyễn Ngọc Trâm chốt đơn sau giùm em nha.
Chị nào ôm cái mẫu này comment cho em. Xếp này em chỉ 1m6 này, 50-48 cần đổ về 1m55 thì khoảng 44 cân. Comment mà đen cho em, xếp đen. Xếp đen 79k, comment xếp đen cho em nhé. Xếp đen 79k. Chị ơi, xếp đen, comment xếp đen giúp em nè. Xếp đen 79k nhé, xếp đen tay dài mấy chị ha, xếp đen tay dài. Comment xếp đen cho em. Xếp đen, xếp đen 79k, comment xếp đen. Rồi chân bày, rồi cái đầm len ôm hả mấy chị? Đầm len ôm. Nguyễn Ngọc Trâm có đơn rồi ta. Nguyễn Ngọc Trâm ơi, cái chân bày đó chắc có Ngọc Trâm thì chốt được nha em ơi. Nguyễn Ngọc Trâm chốt đơn, chốt cái chốt mãi sao cho anh nha. Chị nói cái đầm len sọc này comment mà sọc cho em nha mấy chị. Mà sọc đầm len sọc mà sọc 70k. Chị nói sọc comment mà sọc 70k giúp em, mặc hơi bị đẹp ha, mặc hơi bị đẹp luôn. Comment mà sọc cho em 70k. Chốt sọc 70 cho em. Mà sọc 70 nha mấy chị, mà sọc 70. Chị nói sọc comment sọc. Rồi em xả đầm len. Đầm len có gì mà sọc này, chốt cho anh Thi đuôi số điện thoại đuôi 061 này. Ok, cảm ơn Nguyễn Ngọc Trâm nha. Em xả đầm len giá rẻ ha mấy chị, dành cho chị nào ở ngoài Bắc, ở ngoài Trung á, mà giờ trời lạnh rồi mấy chị. Mấy chị mặc cái đầm len cánh nhơi này chung với lại một cái áo len dài tay bên trong nha. Mặc áo len dài tay bên trong và mặc cái này bên ngoài mấy chị ha. Áo len dài tay bên trong có thể là màu đen hoặc màu trắng nha mấy chị. Đó, phối với lại cái đầm len này và con gối nha. Tay cánh dơi rất là dễ thu luôn. 65 cân đổ về ok luôn và 45 cân đổ lên nha. Rồi mà rêu. Chốt mà rêu cho em. Rồi rêu nhóm chị ơi, đầm len 69k, comment mà rêu cho em 69k ha. Xả giá rẻ luôn 69k nha, còn ít cái thôi. Comment mà rêu cho em. Chốt mà rêu 69k. Cái len này là mấy chị yên tâm, nó mềm, nó đã lắm. Mềm mượt, dễ. Nói chung là dễ thương mà đẹp cực kỳ ha. Mã rêu 69k này. Đầm len nha mấy chị, đầm len. Rêu 69k. Rêu 69k cực kỳ ấm, dễ thương cực kỳ. Comment rêu cho em. Mà rêu nha, chút mà rêu. Em gái xả dùm chị chân váy nhỏ mã 1 vì con gái chị không vừa. Lầu này không? Ok chị Anh Nguyệt nha, để em bỏ ra rồi nha. Đó. Rêu cho chị Hiền Dinh này, 69k này. Rêu chị Hiền Dinh. Còn chị nào lấy rêu nữa không? Tao buồn thế nhờ. Lấy từ thôi vừa rồi, chân váy mã 1. Ok chị không sao chị ơi, không sao chị nhá, cảm ơn chị này. Bảo em trước khi trở về mà không được buồn thêm nữa. Rồi, chị áo thấy. Vậy chế nào lấy cái chân váy đó comment lại chân váy mã 1 cho em nhá. Như đấy, chị Nguyễn Ngọc Trâm chốt mà chưa được này. Chị Nguyễn Ngọc Trâm có lấy thì em chốt cho nha. Nguyễn Ngọc Trâm có lấy thì em chốt cho nha, Nguyễn Ngọc Trâm. Nguyễn Ngọc Trâm có trong đơn với chị Trần Ngọc, Nguyễn Ngọc Trâm có con gái hả ta? Chị Nguyễn Ngọc Trâm có con gái không? Tại vì form chân váy nó hơi bé, nhưng của nó có 64 rồi. Xếp miếng 652 cân đổ về, chị đã lấy xếp này comment cho em này. Xếp okay. 89k. Ok, vậy chốt cho Nguyễn Ngọc Trâm nha. Xếp 89k, chị đã lấy comment mà xếp cho em. Mà xếp thể thao 89k, đen đỏ, mấy chị ha, phối hợp cực kỳ hài hòa luôn. Đen đỏ. Rồi quần có túi luôn nha mấy chị. Rồi comment mà xếp cho em nha, mà xếp bù ha mấy chị ơi. 89k một xếp này cực đẹp. Áo cô tông mấy chị xịn lắm. Quần nha mấy chị, quần chất thun cực kỳ xịn luôn. Chị nói ông xếp chút mà xếp cho em nha, mà xếp. Ok, bị chốt. Comment mà xếp ha. Chốt chân váy cho Nguyễn Ngọc Trâm rồi nha. Chị nói ông xếp chút mà xếp cho em nha. Đầm len mà nâu nha mấy chị, đầm len mà nâu. Đây, đầm len cổ lỏ mà nâu. Chế nào lấy nâu, chút mà nâu giúp em nha. Đây mà nâu không chị? Chị nói ơn nâu, chút mà nâu giúp em nha. Mà nâu. Mà nâu cực đẹp. Rồi comment mà nâu giúp em nha mấy chị ơi. Chút mà nâu nha, mà nâu cực kỳ xinh luôn. Rồi nâu 69k ha. Cánh dơi nha, cánh dơi cực kỳ đẹp ha. Nâu. Comment mà nâu cho em luôn. Mà nâu đầm len, chắc len mềm mịn mà xinh cực kỳ, rất là đẹp nha. Đẹp giả mang luôn á. Nãy giờ là chia sẻ không tăng được một miếng nào luôn á. Hôm nay bảo mà em buồn quá rồi, offline đi. Buồn quá mấy chị ơi.
Rồi chị nào lấy cái đen này comment mã đen cho em, mã đen áo mã đen 45k. Áo cô tông mã đen 45k comment mã đen giúp em nha, chúc mã đen. Chị Hoàng kết vô rồi nè. Mã đen giúp em ha. Comment mã đen. Rồi xuống đen giúp chị, đen 45k, đen cô tông 45k comment mã đen cho em. Rồi em này em chị. Mà đen. Rốt anh Giang. Mã đen cho chị Kiều Thúy nha. Đen cho Kiều Thúy. Rồi chị đã lấy cái đen von này comment cho em mã von. Mã von là giá của nó là 60k, 55k cho mấy chị luôn mã von nha. Chị nên von chút mã von cho em mã von. Mã von 55k comment mã von giúp em mã von ốc hiệu 55k cực đẹp mấy chị. Hay mấy chị mà. Mấy chị mặc chung với lại chân váy rồi là chung với lại quần đồ đẹp hết ha. Mã von 55k này. Mã đen trước cho tôi chị Kiều Thúy số điện thoại 062 rồi nha chị nha. Comment mã von giúp em nha. Chúc mã von. Rồi cái đầm cô tông mấy chị, cái đầm cô tông form đơn giản này mấy chị có thể mặc làm đầm ngủ cũng được ha, rất là dễ thương. Rồi mẫu này 55k. Chị nào ưng chốt cho em mà của nó là 55k mấy chị chốt là 55 cho em. Chỉ có 55k một cái đầm ngủ không mấy chị ha. Một cái đầm cô tông thì mình ngủ rất là dễ thương. Mấy 6-50 2 cân đổ về. Mấy 6-50 đi. Mấy 6-50 cân đổ về. Một mấy 55 là 45 cân ha. Comment mã cho em là mã gì? Mã 55, 55k. Mã 55. Mã 55, 55k mấy chị ơi. Chúc mà 55 giúp em. Đây cái hàng đen gì á? Đen. À đen cái rồi. Đen rồi, thấy rồi. Không chị ơi, hôm nay không lấy mít chị ơi. Cay mít từ từ. Rồi chị nào lấy cái mít đi nghiện đi. Chị nào lấy cái áo này ha. Có cổ dễ thương lắm. Áo 69k 75k siêu 69k. Comment mã đen cho em. Mã đen 69k nè. Chất đẹp mê hồn luôn, có cổ. Có cổ giá mà cao luôn mấy chị. Không mà áo. Áo hả? Mình như kìa. Cái chiếc 55 rồi. 55 chốt rồi. 55 đây nè. Ủa 55 chốt rồi. 55. Đầm 55 cho chị Anh Nguyệt đi. Đầm von 55k nè. Đầm von này chứ. Đầm cô tông. Đầm cô tông 55 mà 55 cho anh Nguyệt. Cũng 55k. Đây là von, đây là mã von. Đó là mã von. Không. Mà chị không biết đâu, mấy chế comment thay giá tiền này. Mà này mà gì? Mà đen. Mà áo. Áo 65k cho Quỳnh Như. Áo cho Quỳnh Như 69k chứ quên nhầm. Áo 69k cho Quỳnh Như 4523 này. Sao tự dưng cái khúc cuối rối nhỉ? Chị Ánh Nguyệt ơi, cái 55 chị Ánh Nguyệt lấy là cái đầm đúng không chị? Cái đầm hay là cái áo con vậy chị ơi? Cái đầm ok dùm em nha. Bao nhiêu anh? Cái đầm không dấu 4523. Cái đầm mà 55. Chị Ánh Nguyệt ok dùm em ha. Cái đầm em cũng mã 55 rồi, cái áo không, cái áo con 55k. Chị Ánh Nguyệt 582 lấy cái nào? Em sợ Ánh Nguyệt nhầm mới cho nên hỏi lại. Rồi chị nào lấy quần này comment mã quần cho em, một cái quần dài giống chị ơi, chị thương cực kỳ luôn. Mã quần nha. Quần bo cũng bo, quần dài cũng bo nha. Còn mấy mã quần cho em, mấy 6-55 cân đổ về. Mã quần 55k. Còn mấy mã quần cho em. Quần 55k, còn mấy mã quần nha. Quần 55k, còn mấy mã quần. Chị Trần Minh Vi hỏi cái gì? Ôi, cái này áo đen 55 chỉ vừa không, áo đen áo nào chị, em lên một loạt toàn đen thôi, chị hỏi em chẳng biết trả lời sao. Chị Trần Minh Vi ơi, quần cho chị Hiền Duyên này, đầm cô tô 55 ok, đầm cô tô cho chị, đầm cô tô 55 cho chị Anh Nguyệt nha, đầm cô tô 55k này. Đúng rồi, để hỏi cho Anh Nguyệt trả lời ta. Rồi, trả lời rồi đó. 55 là cái gì? Đầm cô tông. Đầm cô tông hả? Chị Anh Nguyệt này, 582 này. Em
áo đen có cổ, áo đen có cổ, áo đen có cổ em chốt hết rồi. Đen có cổ chốt cho ai á? Chết rồi. Áo có áo đó, mặc áo đó. Áo 59k, ừ đúng không mà áo. 59k, chốt cho Quỳnh Như rồi. Quỳnh Như rồi. Chốt cho bé Quỳnh Như rồi. Ok chị Anh Nguyệt nha, chốt cho chị Anh Nguyệt đồng đen cô Tôn rồi nha. Còn mặc quần, quần 55k, cùng cô Tông 55k. Mà quần cô Tông 55k nữa ha. Đâu để rồi, rồi, cho chị Hiền Vinh rồi. Chốt cho Hiền Vinh. Rồi em áo này ha mấy chị, áo 35k. Em áo này áo rất tốt nha. Áo rất tốt, cục dây nơ ha mấy chị. Mé 6, 48 cân. Thì cái nào đâu? Nè. Mé 6, 48 cân. Mé 55, 44 cân. Còn em áo 35k chị. Áo 35k. Chốt áo 35 chị. Em đọc số ký chị mua với. Ok chị Trần Minh Vi nha, để em đang đọc số ký. Mình chị nói đọc số ký đấy chị mua với kìa. Em vừa đọc này giờ mà áo áo cũng đọc số ký. Em này yêu 65, 64 mấy chị ơi. Size S, size S là nhỏ lắm. Size S là tầm 1m6 khoảng 46 cân. 1m55 khoảng 42 cân. 1m40 khoảng 1m50 khoảng 40 cân ha. Rồi size S này cầm em mà cho mấy S chị. Trong váy S nha mấy chị nha, trong váy S 40k, cực đẹp. Trong váy này đẹp vô cùng luôn nhưng mà mỗi tuổi nó size S nha mấy chị, eo 64 á. Size eo 64 ha. Chị nào lấy trong váy, comment trong váy cho em nè. Trong váy, trong váy, bao nhiêu tiền lọc lại chị? Trong váy S 40k. Trong váy S 40k. Chị nào lấy quần 19k không, comment mặc quần 19 cho em. Quần 19k, size 36. Đó là tương ứng với size S nha mấy chị nha. Quần 19k. Size 36 là size S á. Quần 19k. Comment mặc quần 19 cho em nè. Quần 19k ha. Quần 19, comment quần 19 giúp em. Đây, quần 19 nha. Chị nào lấy quần 19, comment quần 19. Quần 19, mã 19 hả? Quần 19, mã 19 cho chị Liên Phạm nè. Chị Liên Phạm đôi 0789 nè. Xếp lên mấy chị ơi, xếp lên 90k. Chị nào lấy xếp lên, comment xếp lên giúp em. Xếp lên 90k nhá. Chị nào lấy xếp lên 1m6, 54 cân đổ về. 54 cân đổ về 1m6. Comment cho em mặc xếp lên 90k, xếp lên 90k nhá. Xếp lên 90k. Lấy xếp lên, chút xếp lên cho em nhá. Xếp lên 90k này. Comment xếp lên giúp em. Chân váy 40k cho bé HT Hải Ngân chốt hả? Để cái này. HT Hải Ngân chốt đúng không? Ok. Lên sẽ lên cho bà Kiều Thúy nè. Đúng không? Kiều Thúy chốt sẽ lên đúng không? Comment lên thôi, từ từ con làm bị đá ngoài mùi viết. Còn 19k chốt cho chị Liên Phạm rồi. Để xếp lên với lại xét lên em chốt cho chị Anh Nguyệt 582. Xét lên cho anh Nguyệt hả? Comment lên này, nên em chưa có biết này. Rồi một em đầm lên nha. Lên đầm lên. Đầm lên thôi. Không. Chứ mà đầm thụng hay đầm thụng? Thun gân. Đầm thun gân hả? 1m6 khoảng 49 cân đổ về. 1m55 khoảng 45 cân đổ về. Comment trên mã sọc. Mã sọc 60k. Mã sọc 60k là đầm thun gân này. Đầm body sọc 60k, comment mà sọc trên. 1m6, 1m55 khoảng 47 cân mặc mặc vừa nha, 47 46 cân đây này. 1m55 45 cân. Comment mà sọc trên. Mà sọc 45 cân. Comment mà sọc cho em nhé. Mà sọc. Mà sọc 60k đúng không? Trời ơi em siêu rẻ ơi là rẻ luôn á. Sọc siêu rẻ ơi là rẻ luôn rồi, chị nào lấy cái đầm này bộ bí không chê được nè. Bộ ví bông che được nha. Chị nào cái mẫu em đang cầm, comment cho em mã của nó là mã số 3. Mã số 3 bộ ví bông che được mấy chị ơi, 65k chốt mã 3 cho em. Có mèo kim sa rất là đẹp ha, mã 3 chốt mã 3 giúp em ha, mã 3. Comment mã 3 giúp em nha, mã 3. Mã 3. Sọc mã sọc cho Mai Lê nè. Sọc cho chị Ngọc Anh Trần được không? Ngọc okay. Anh Trần đây. Chị Ngọc Anh Trần thì như khách cũ của mình phải này. Đúng rồi. Chị Ngọc Anh Trần, chị Ngọc Anh Trần cho em lại số điện thoại nha.
Ngọc Anh Trần cho em lại số điện thoại, em chốt mã sọc này, mã số 3 cho Mai Lê này. Mà 3 cho Mai Lê hả? Đây đây mà 3 này, 3 cho Mai Lê này. 3 cho Mai Lê nhé. Anh Trần cho em xin lại số điện thoại nhé. Cho em lại địa chỉ luôn được càng tốt, cảm ơn chị. Rồi áo nhắm chị ơi. Áo 35k, cực kỳ đẹp. Áo 35k nha, chị đã lấy áo, chốt mã áo cho em. Ủa 35k, mấy chị ký vừa 65 cân đổ về. 65 cân đổ về mấy chị ha, 65 cân mét 6. Còn chị nào mà mét rưỡi á, mét rưỡi thì khoảng 48 cân đổ lên. 48 cân chút ép hay không mà. Mét rưỡi. 48 cân, 50 cân đổ lên ha. Rồi comment cho em mã áo 35k. Áo đẹp 35k. Mã số 3 cho chị Anh Nguyệt 582 luôn này ghi đi em. Dạ. Nhớ cuối cùng nhớ hôm qua bán rồi mà. Anh Nguyệt cái này là 65k. Quần co dạng size 6. Quần co dạng size 26 nè mấy chị ơi. Quần co, quần jean co dạng size 6 nha, 65k. Bán dưới vốn luôn 65k ha. Co dạng thoải mái luôn. Đây, chị nào lấy quần 65k comment mã size 26 cho em. Size 6 65k. Comment mã size 26 cho em. Quần làm qua em nhóm chốt rồi nè. Chị nói là đầm gân sọc. À, đầm gân sọc chị Anh Nguyệt chưa được nhé. Đầm gân sọc là chị Ngọc Anh Trần chốt trước rồi nha chị ơi. Số 3 bao nhiêu ký vừa? Số 3 là form của nó dẫn như form baby doll mét 6 55 54 cân đủ về chị nha. Mà số 3 mét 6 55 53 cân đủ về. Số 3 là tới chị Anh Nguyệt với 582 rồi nha. Số 3 cho Anh Nguyệt rồi. Còn kia là đầm. Rồi size 26 quần jean co giảm size 6 65k. Comment mã cho em là mã số 65. Quần 65k chút mã 65 cho em nha. Quần 65k chút mã 65. Chị Ngọc Anh Trần rồi ta. Đây mã 65 này. Hỏi nãy giờ mà không nghe thấy tiếng ta. Rồi tiếp theo chị yêu ơi. Chị Ngọc Anh Trần em không thấy comment nên là em dừng đầm sọc đi nha. Chị Anh về 1m5 45kg mà đẹp này. Rồi cái đầm tầng xanh đó mấy chị ơi, đầm tầng xanh. Đây tầm tầng xanh như vậy nha mấy chị, đẹp lắm. Hôm nay em xả đồng giá 69k hết nha. Còn có mấy chiếc thôi, em xả đồng giá 69k có đủ màu ha. Comment mã cho em ạ, 69 màu xanh, 69 màu đỏ và 69 màu vàng nha. 69 xanh đỏ vàng. Comment mã 69 cho em, 1m6 này 54 cân đủ về ok luôn. Có co giảm tốt mấy chị, yêu co giảm tốt. Yêu co giảm tốt ha. Chết rồi. Trời ơi là trời. Không có giống hết trơn gì trời. Trời ơi, nó khác nhau hết trơn à. Không giống rồi, khác rồi. Khác nhau mấy chị ơi. 69k luôn. Nhưng mà chốt cho em mã này là mã số 10 đi. Mã 10 này thì có hai màu là đỏ với vàng ha. 69 có vàng không? À, có xanh. 69 là xanh. Bỏ cái đó luôn, cái đó luôn. 69 luôn hết. 69 hết. Đó. Cái này là mã số 10. Số 10 vàng với 10 đỏ cho em nha. Mã 10 vàng 10 đỏ cho em. 69 vàng em không có chị Hiền Dân ơi. Số 10 cho em nha. Số 10 có vàng và đỏ này. Em lấy cái nào em tự mở ra thôi. Eo cô dạng ha chị ha. Eo cô dạng mét 6 khoảng 54 cân. Comment mã 10 cái màu cho em. Chị Ngọc Anh Trần qua trả lời em nha. Em chốt cái đồng ngân sọc 60k này cho chị Anh Nguyệt 582 này. Chị Anh Nguyệt ơi, chị khách mời ấy. Chị chốt hàng bên em cũng khá nhiều ấy. Chị dây. Có gì mai nhân viên chốt đơn chỉ cầu cho em khách hàng 50k mạng nào cũng được để em cho đi đơn nha chị nha. Anh Nguyệt ngày mai cọc cho em nha. À đây nè, có hàng nè, trời ơi. Cho chị Hiền Dinh. Cho chị Hiền Dinh nha. Phải dở ra mới biết được. Màu giống nhau em nhưng mà chị có đồng gân cho chị Anh Nguyệt rồi nha. Cái đồng tung gân á.
Anh Nguyệt chốt hàng cẩn thận một chút giùm em nha. Không thôi kiểu về mặt không vừa hay là mặt bị rộng quá thì nó không đẹp ha. Nghe rõ số eo giùm em. Nghe rõ số đo vòng eo nha. Còn một chiếc nữa nè. Còn một chiếc là màu đây mã 10 còn màu xanh đậm nha mấy chị. Chốt mã 10 xanh đậm cho em nè. Mã 10 xanh đậm ha, còn mã 10 xanh đậm. Chốt 10 xanh đậm cho em nè, mã 10 xanh đậm ha. Chốt mã 10 xanh đậm. Xanh đậm. Baby doll mấy chị ơi, baby doll 65k. Chị nào lấy baby doll comment mà baby doll giúp em. Baby doll 65k vải lụa ha mấy chị, vải lụa. Chị nào lấy baby doll comment baby doll giúp em nha. Baby doll nha mấy chị nha. 65k vải lụa ha. Comment mà baby doll giúp em đó. Như thế này nha dễ thương ha. Và baby doll vải lụa, comment baby doll giúp em. Baby doll vải lụa nha. Ôi, có bị xả bớt không? Chị nào lấy cái đầm công chúa này. Chị nào ăn cái đầm công chúa này chốt cho em mà của nó là mà đỏ đi mấy chị ơi. Mà đỏ công chúa nha mấy chị, 140. Mà đỏ công chúa 140 ha. Chị nào ăn cái công chúa này chốt mà đỏ cho em này. Má đỏ này, má đỏ 140k mấy chị nha. Má đỏ công chúa 140k ha. Mét 6 khoảng 52 cân đổ về, eo của nó khoảng 73 nha, 73. Ưng đỏ chút mà đỏ cho em, đỏ công chúa 140 nha, 3 tầng. 3 tầng không chị? Đỏ công chúa 3 tầng 140. Comment đỏ giúp em, mà đỏ. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em đi mấy chị, xe live stream nhiệt tình giúp em ha. Mấy chị xe like bằng tay giúp em nha mấy chị nha. Xe like đi mấy chị ơi. Xe like ha. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Chị ở lại giúp em. Coi chị. Rồi mấy cái ấy thì chưa qua. Con qua đây, con qua đây. Rồi mấy cái nào mà nó ấy á. Mấy chị chốt con qua đây. Đầm sơ mi màu đen lụa cực kỳ đẹp luôn, 69k. Comment mà 69 cho em. Đầm sơ mi ha mấy chị, đầm sơ mi phong lụa nha. Vải lụa phối ren ha mấy chị, phối ren rất là đẹp luôn. Comment liền giúp em. Ủa, cái nào này rõ ràng đọc chốt không mà. Cái này cũng chốt nữa hả? Đó, không chi chốt. Comment cho em mà, của nó mà lụa. Tức đầy với đây. Chúc mà lụa cho em. Dạ. Mà lụa, comment mà lụa nha. Mà lụa, chúc mà lụa cho em ha. Rồi mà lùa cho em. Đen là gì? Đen không tím là gì? Mà lùa đó. Mà lùa là chốt cho chị Hiền Dân 69k này. Phải không? Đúng rồi. Này với Phong. Anh viết cho em đi. Hết bịch rồi. Thấy rồi, còn nhanh nhanh bịch. Hết bịch rồi thì lấy tên. Anh nói để anh ghi cho mọ. Ừ đúng rồi, anh ghi đi để cho chị bé làm việc khác. Rồi, chị nào lấy cái đầm này có bút mực luôn ha. Cổ đồ, nhớ mấy chị cổ đồ. Màu này 69k luôn, comment mà tím cho em. Chốt mà tím. Mà tím yêu 72 nha mấy chị. Mà tím yêu 72, comment mà tím giúp em. Mà tím cổ đồ yêu 72. 1m6 khoảng 50 cân ha. Comment mà tím cho em 1m55 khoảng 46 cân. Comment mà tím nha mấy chị, comment mà tím giúp em. Mà tím 69k thôi, có mút ngực luôn ha. Mà tím có mút ngực luôn, 69k. Đúng rồi, comment tím giúp em nha, mà tím giúp em. Tím mà tím nha. Tím cho Mai Lê. Tím cho bà Mai Lê. Mai Lê có cần cọc không? Bà Mai Lê, bà Mai Lan. Wow, cái mà 20 này đẹp ngất ngây mà sao chưa có chế nào chốt mà chế nào bỏ sót cái mà 20 này uổng vậy. Đây, mà 20 theo đẹp ngất ngây nha, 85k chưa chế nào chốt nè, trời ơi đẹp chưa. Sao lại bỏ sót một nàng công chúa ngủ trong rừng như thế này nhỉ? Ừ, tại vì chưa có hoàng tử tới. Hoàng tử like đây, chốt liền cho em mà 20. Hồi này ghi, hồi này mấy chế chốt mà chưa ghi sao.
Alo. Ừ thì chị nói đi chị, nói nhanh đi. Tên gì chị? À rồi, không liên lạc được thì sao? Mai 20 cho chị Yến ra trường. Kiểm tra cho em gọi lại cho ha. Cái này khách quen á, nhận mấy thì nhiều đó. Mai 20 cho chị Yến ra trường rồi nha. Tới lâu chưa chị? 89 đúng không? Hàng tới lâu chưa? Mới đi phát hôm qua hả? Có gì lưu em 10 ngày đi. Ủa mới phát có 1 ngày mà đã gọi rồi hả chị? Chị phát lại giùm em thêm 1 lần nữa đi. Mang gọi lại em là được. À ok. Rồi hả? Là gọi là không liên lạc được luôn hả chị? Rồi ok ok, có gì lưu giúp em trên Thảo. Rồi cái người Huy là bị gì rồi? Ừ đúng rồi, trên Thảo này họ không nhận được. Nguyễn Thư Hiển ấy, có đồ tặng mà. Inbox cho nó đi, nhấn đủ số điện thoại rồi sao á. Đi lên trang tiếp tục. Anh nhấn đủ số điện thoại rồi sao á. Cảm ơn chị Kim Kim nha. Lê Vy, chế Lê Vy lấy 20 comment cho em mã. Cho để lại số thoại địa chỉ giúp em này. Chị Hương Nguyễn có mã 20 rồi nha. Mấy chị đợi em xíu, em mặc thử cái đầm beo này cho mấy chị coi nha. Em thấy cái đầm beo này đẹp quá nè. Đây, quá đẹp luôn mà mới có mấy chiếc chốt và còn hai cái nữa hết. Đợi em một xíu nha. Đợi em một xíu nha. Anh hỏi cái cái đầm ta áo khác không? Đó, có con bơ á. Không. Hỏi không em ơi. Anh hỏi cái đi. Hỏi rồi không. Mấy chị đùi, hỏi đâu luôn cái đi. Mấy chế nào có chế nào thích áo khoác không? Có chế nào thích áo khoác bơm bơ em còn ít để em xem nốt này. Chế nào thích comment áo khoác lên cho em để em lên em xem hết nhá. Em còn ít áo khoác bơm bơ còn này. Chế nào thích thì comment áo khoác bơm bơ lên để em nha. Để em xem luôn nha. Xíu rẻ luôn. Nhìn như. Đây cái này của ai? Trong thời giấy á, cái gì nữa. Trong cái bịch á. Ở dưới này nè. Đi xịt xịt đồ ra chị, xịt đồ ra. Đầm beo em bao nhiêu? Đầm beo có dạng. Nếu 654 cân đổ về ha, đó đẹp như thế này mà mấy chị không biết được chốt là chị có phí một đời không thôi. Lấy tiêu leo quá thì lên đi. Rất là đẹp ha. Chị đang beo, chút mà beo liền giúp em mà có bộ đồ. Tối nay nhất định em phải mặc hai dây cùng lùi lên thử đồ nữa. Rồi chị nào ông comment liền cho em mà beo nha, mà beo, chút mà beo cho em. Mà beo ha, mà beo là mét 654 cân đủ. Beo cho chị Hiền Dinh. Beo một cái gì Hiền Dinh, beo hai cái, beo còn hai cái á. Cái gì Hiền Dinh còn cái. Còn cái mà đúng không? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Beo 79k. Mắt beo 79k nha chị Hiền Dinh ơi. Còn không? Còn thả mặt đó. Còn đây mặt á. Phải không? Phải. Chốt cho thả mặt luôn nha. Mặt chung như con beo luôn. Ủa sao của chị đá ra rồi không vô được. Beo cho Ngọc Anh Trần. Không, chị Ngọc Anh Trần không chốt nữa. Ủa? Dương Ngọc Thúy. Đầm beo cho Dương Ngọc Thúy nha. Chị Ngọc Anh Trần đang chi số điện thoại muốn cong hết cả lưỡi ra. Con với cả lưỡi nó không cho hả? Ừ. Vậy thôi nghỉ. Nên lấy cái quần kia, lấy cái quần đó không chốt được á. À, bỏ ra cái đồng A6 tung văn đó. À bomber còn ít sale đồng giá 99k mấy chị ơi. Cái này là không phải còn đâu mà. Cái này là khách gọi điện không bắt máy á mấy chị. Cho nên nó mới còn á, chứ hết rồi. Đi. Cái lô này hết lâu lắm rồi. Mà gọi đợi khách hoài mà gọi không bắt máy. Em ngại nhất là bán hàng mà gọi không bắt máy luôn á. Mấy chị thuốc hàng quá trời luôn mà gọi không bắt máy luôn à. Buồn ơi là buồn luôn, cứ phải xả ra bắn lại không mà mỗi lần xả là còn phải bắn lụt không mà mấy chị. 99k đồng giá nha. Chị nào ơn chốt cho em mẫu 1 nè, cái áo khoác em đang mặc mẫu 1 nha. Còn em mặc 1 bomber nha chị, 2 lớp. Dù 2 lớp, 3 lớp luôn. Nói chung là dày dặn lắm. Hàng Quảng Châu mà, nó không phải hàng xưởng Việt Nam ha, nó không có lỗi. Đây, mà rất là đẹp ha. Rồi chốt cho em mà, của nó mẫu 1. Mẫu 1 cho em, mẫu 1 99k. Bomber 125 hôm nay siêu đồng giá 99k, còn mấy chiếc thôi ha. Chỉ còn mấy chiếc thôi. Chế nào lấy chút liền cho em nè.
ở đó mà ấm không để à, mùa đông sẽ ấm mà mùa hạ sẽ mát. Ở đó là áo gió. Áo gió á, nói chung là đi nó sẽ chống nắng ha. Ừ, ra Hà Nội mặc ấm để ấm không nổi đâu. Hà Nội là chắc phải mặc cái máu đen bên trong là sẽ ấm ha. Rồi comment cho em mà của nó là màu mô 99k, màu mô 99k mấy chị ơi, ngàn năm mới có cơ hội một lần nha. Má 1 99k cho Hương Nguyễn, má 1 99k cho Nguyễn Thơ. Rồi má 2. Đâu mà gì kìa. Đây đúng không? Mà có ngồi đây đúng không? Má 2, dạ dạ. Để em ghi cho, để em ghi cho. Chị nào ông má 2, chúc má 2 giùm em. Má 1 đâu, má 1 còn không em ơi? Má 2 mấy 655 cân đủ về. Má 2 mấy 6, để coi coi nè. Má 2 mấy 655 cân đủ về. Hết rồi, còn mấy chiếc à, hết rồi. Má 1 hết rồi. Còn mỗi cái mỗi màu. Ừ, mỗi một cái mỗi màu thôi. Bây giờ em 99k hả? Dạ. Má 2 99k. Em số má 2 nha. Má 2 này mấy 655 cân luôn. Má thứ 2 99k cho chị Lương Nguyên nè. 2 cho Lương Nguyên 99k. 2 cho Lương Nguyên 99k. Má 3. Chốt má 3 cho em. Má 3 màu đen, hoa hai bên. Rất là dễ thương ha. Rồi chốt cho em má 3. Má 3 99k. Má 3 99k luôn nè. Má 3 là mấy 654 cân nha. Chốt má 3 cho em. Má 3 mấy cái sale hết, sale hết. Má 3 mà 2, mà 3 màu đi. Mà rêu. Chút mà rêu cho em luôn. Mà rêu mấy 654 cân luôn nha mấy chị. Mấy 654 cân, mấy 55, 48 cân, 49 cân, 50 cân cũng được. Cảm ơn mà rêu. Có rồi mà rêu. Em trừ rồi đó chị. Chị ở trên đây. Chút mà rêu cho em. Chị vừa đã để riêng ra không đó. Chị ghi, chị trừ là chị ghi rõ ra là trừ. Cái nào lấy cái này. Nó hùng vậy. Có chữ. Hai cái rồi. Cái không biết. Mà rêu, cầm mà số 3, cho số 3 cho chị Kiều Thúy nè. Mà rêu. Rồi còn hai chiếc cuối cùng là hết nè. Hai chiếc cuối cùng là hết luôn nha mấy chị. 99k. Mà rêu rồi đúng không? Mà rêu. Đầm beo còn không? Đầm beo hết rồi. Đầm beo ăn hết rồi chị ơi. Rêu, chị hát tên Hải Ngân Mọc vừa không? Hát tên Hải Ngân Mọc. Chị cắt cái mặt ra coi em trượt đó, chị ép được mà. Rồi. Được ép. Không vừa. Chị HT Hải Ngân không mặc vừa má rêu nha. Rêu cho chị ăn kim, chị ăn kim to mặc vừa không? Vừa. Chị ăn kim to mặc vừa, bứt thẳng mặc vừa không? Bứt thẳng bao nhiêu cân em đâu biết. Bứt phạm. Bứt phạm, bà bứt thẳng vừa. Nhưng mà hết rồi. Rồi bà bứt thẳng lấy cái này đi bứt thẳng. Comment cho em mà của nó là mà 10. Rêu cho chị ăn kim to này. Mà 10, còn hai cái mà 10 là hết chứ chị nha. Chốt mà 10 cho em luôn. Mà số 10. Mã số 10 em còn hai cái cuối cùng 99k này. Bất tặng lấy comment lên cho anh nhá em ơi. Comment mà 10 em thích cái màu này lắm nè. Màu này đẹp lắm. Màu này bừng mà đúng không? Đơn giản mà đẹp. Màu đó em mà. Mã 10 này mấy 654 cân, mấy 55, 50 cân. Mấy 55 là 50 cân ha. Mã số 10 nha, số 10 99k nói chơi, mã số 10 đẹp lắm. Có con gì con hạt hả? Hai con hạt rất là đẹp ha, chút mà 10 cho em. Hai con xíu đồ đỏ. Hết, hai con mà 10 là em hết nha. Lên mà 10 là lên hết nè. Đẹp mà, dễ thương quá. Cái nhiều cái mặt có dễ thương quá. Rồi mà 10 cho em luôn, chút nhanh em offline luôn mấy chị ơi. Mà 10 nha, còn em mà 10. Mà 10 đẹp quá. Hai lớp luôn. Ba lớp luôn. Hai lớp. Đẹp quá. Dài ha, tay dài ha. Trời ơi, tay đã chưa. Áo chỉ có hàng Quảng Châu tay nó mới dài. Cái hàng Việt Nam là nó. Hàng Việt Nam là tay nó ngắn lắm. Mã số 10 cho chị ăn này. Chị nào lên má 10, comment má 10 lên nữa cho em này. Mã số 10 chỉ 99k. Cái này có 2 chiếc này. Chị nào lấy má số 10 không? Rồi offline luôn mấy chị số 10 ơi. Cho Mai lên luôn này. Phải like hết má 10 này. Em offline luôn nha. Offline tối lên nha mấy chị ơi. Offline nghỉ ngơi tối lên nha mấy chị. Chào mấy chị nha. Em offline luôn mấy chị ơi, chào mấy chị nha. Hello mấy chị, bye bye.